Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 60. Tên khốn nào không biết trời cao đất dày vậy hả? Không mở to cái mắt chó ra xem hôm nay có ai ở đây, biết điều thì mau quỳ xuống cho tao, cúi đầu nhận lỗi, nếu không ông đây sẽ đánh mày tàn phế, cho mày chết không còn một mảnh xương. Một người đàn ông đeo kính đang chải mái tóc dài tức giận ném cái lược trong tay xuống đất. Vưu thiếu gia đang ở đây không đến lượt mày làm loạn đâu. Đồ không biết điều, muốn chết cũng không khó nhỉ, hừ hừ. Đạo diễn, đây là bạn của tôi, anh ấy đến tìm tôi, xin lỗi. Tô Văn Kỳ khẽ nói, mặc dù cô ấy biết Tần Lâm rất lợi hại, nhưng đây là Vưu thiếu gia chứ không phải nhân vật tầm thường đâu. Ở thủ đô này đến đạo diễn nổi tiếng như Phùng Đức Thành còn phải kính nể Vưu thiếu gia. Đạo diễn Phùng là đạo diễn lớn thuộc hạng top 3 trên toàn quốc, thậm chí là cả khu vực châu Á, cho dù là tiền bạc hay mức độ nổi tiếng ông ta cũng phải đứng top đầu, nhưng trước mặt Vưu thiếu gia, một đạo diễn lớn với danh tiếng 30 năm trong nghề cũng chẳng có chút địa vị nào, mỗi lần kính rượu ông ta hận không thể cúi thấp hơn Vưu thiếu gia nửa cái đầu, thiếu gia như vậy, thân phận chắc chắn rất cao quý. Cho nên đến Tô Văn Kỳ cũng không dám thất lễ chút nào. Bốp! Phùng Đức Thành và một cái thẳng vào mặt Tô Văn Kỳ. Bạn cô thì là cái thá gì, ông đây giết chết hắn chỉ đơn giản như dẫm chết một con kiến thôi. Tô Văn Kỳ bị đánh đỏ cả một bên má nhưng chỉ dám cắn chặt môi không lên tiếng, đạo diễn Phùng rất có địa vị trong giới giải trí, ai dám đắc tội với ông ta đồng nghĩa với việc phải cút khỏi giới này. Tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Không ngờ Phùng Đức Thành nói đánh là đánh ngay, không nể mặt cả ngôi sao đang rất hot, nhưng mấy người ở đây cũng không dám lo chuyện bao đồng. Mặc dù Tô Văn Kỳ rất hot nhưng trong mắt nhà tư bản thật sự thì cô ấy chẳng là cái thá gì, hơn nữa đạo diễn Phùng còn là lão đại có số má ở giới điện ảnh cả hoa hạ này. Tô Văn Kỳ không đắc tội nổi đâu, cô ấy dám nói chứ không thì ngày tháng 6 này chẳng cần phải lăn lộn trong giới giải trí này nữa rồi. Đối với Tô Văn Kỳ đây là một cú đánh chí mạng. Nếu không có đạo diễn Phùng thì cô ấy cũng chẳng có địa vị như ngày hôm nay, nhờ đạo diễn Phùng tìm cô quay hai bộ phim nên cô mới có địa vị trong giới giải trí trong nước. Chưa gì đã động tay động chân rồi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lão Phùng, tôi thấy ông không muốn sống nữa rồi. Vưu thiếu gia chau mày, Phùng Đức Thành sợ xanh mặt, vội vàng cười nịnh bợ nói. Xin lỗi Vưu thiếu gia, đều là lỗi của tôi đáng bị đánh. Phùng Đức Thành tự đánh hai cái thật mạnh lên mặt của mình, in hẳn nốt đỏ trên mặt, mọi người không nói lên lời, tên Phùng Đức Thành này độc ác với người khác, còn độc ác với bản thân hơn, chẳng để ý đến mặt mũi gì cả, giống như một con chó trước mặt Vưu thiếu gia vậy. Nhưng vì Phùng Đức Thành dựa dẫm vào Vưu thiếu gia nên mới có nhiều lợi ích như vậy, nghe người trong giới nói Phùng Đức Thành dựa dẫm vào địa vị của nhà họ Vưu ở thủ đô nên mới bỏ lên được vị trí ngày hôm nay. Xem ra ông muốn chết à? Vẻ mặt Tần Lâm vô cùng âm u, dám đánh Tô Văn Kỳ, anh đã thực sự nổi giận rồi, ông già này này không biết mình đang đi vào vùng đất chết rồi. Mày có bản lĩnh thì qua đây, xem Vưu thiếu gia có tha cho mày không, hôm nay tâm trạng Vưu thiếu gia tốt nên mới uống với Tô Văn Kỳ một ly, mày nghĩ mày là ai, rác rưởi, cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên Nga sao? Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày mà không quỳ xuống xin lỗi Vưu thiếu gia thì đêm nay mày và Tô Văn Kỳ đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. Phùng Đức Thành chỉ vào Tần Lâm chửi. Thằng chó, đám chúng mày xem ra cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Tần Lâm lạnh lùng nói. Mày dám chửi Vưu thiếu gia, mày muốn chết à? Phùng Đức Thành tức giận hét lên, vẻ mặt vô cùng tối tăm. Hôm nay Tô Văn Kỳ là người của tôi, cho mày một cơ hội, tự chặt tay rồi cút khỏi đây. Vưu thiếu gia mỉm cười, vẻ mặt đan xen giữa vẻ u ám và sát khí ngút trời, mọi người xung quanh đều câm như hến. Ở thủ đô, bọn họ không thể chọc giận Vưu thiếu gia vì một khi Vưu thiếu gia tức giận, cho dù là cả thủ đô này cũng phải run rẩy. Vậy mà bây giờ có người không sợ chết dám đắc tội với Vưu thiếu gia, xem ra tối nay có kịch hay để xem rồi. Nghe thấy gì chưa, Vưu thiếu gia bảo mày quỳ xuống, tự chặt tay là hôm nay có thể rời khỏi đây rồi. Nếu không thì hừ hừ mày xong đời rồi, mày thử hỏi xem ở cả cái thủ đô này có ai dám không nể mặt Vưu thiếu gia không? Cái tên nghèo rất mồng tơi này, mày có biết cửa lớn của thủ đô mở hướng nào không? Phùng Đức Thành cười khẩy, sau đó quay qua nhìn Tô Văn Kỳ. Bây giờ trong giới giải trí này cô hỏi thử xem có ai không muốn ở cùng Vưu thiếu gia không? Còn sĩ diện đúng không? Bạn của cô thì là cái thá gì, cô cũng chỉ là con đĩ mà thôi,
cô có biết nước ở thủ đô này sâu bao nhiêu không? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, cả đời này cũng không thấy được thứ gì ra hồn, cho cô cơ hội cũng không biết đường mà nắm lấy, người ta muốn có cơ hội này mà cũng không cầu được đấy. Tô Văn Kỳ cắn chặt môi, cô không muốn bán đứng bản thân, nhưng Phùng Đức Thành lại ham dọa cô, hơn nữa cho dù có là ai cô ấy cũng không nể mặt, đổi lại thì đây có lẽ là điểm cuối trong sự nghiệp diễn xuất của Tô Văn Kỳ rồi. Người đàn ông mà Phùng Đức Thành còn phải sợ như cọp, cô ấy biết chắc rằng mình không thể đắc tội được, nhân vật máu mặt số 1 số 2 ở thủ đô thì cô ấy thực sự không thể chọc nổi. Xin lỗi, Vư thiếu gia, tôi thay bạn tôi nhận lỗi, anh xem tôi đền tiền cho anh có được không? Anh tha cho chúng tôi nhé. Chuyện hot. Địa vị của Vư thiếu gia không cần phải bàn cãi, cho dù Phùng Đức Thành cũng có tiếng số 1 ở thủ đô còn không xứng xách giày cho Vư thiếu gia nữa kìa. Tao cũng muốn xem nước ở thủ đô sâu bao nhiêu. Tao vốn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, không biết điều, ai muốn đánh tao ngã ngựa thì coi như là tao xui xẻo, nhưng nếu như mày không giải quyết được tao thì xin lỗi, người được tìm thấy trong công viên Bắc Hải đêm nay sẽ chính là mày đấy. Tần Lâm chỉ vào Vưu Quang Nham cười khẩy nói, ánh mắt đầy sát khí. Anh chưa bao giờ tức giận đến vậy, nếu không phải anh vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia thì tối nay Tô Văn Kỳ sẽ khó rời khỏi đây một cách trong sạch. Được, rất tốt, vô cùng tốt. Đại hổ nhị hổ, đưa hắn qua đây, chặt tay chặt chân hắn. Vưu Quang Nham bình tĩnh nói. Hai tên đàn ông vạm vỡ bên cạnh Vưu Quang Nham chậm rãi đứng lên, bọn chúng là người hầu của nhà họ Vưu luôn đi theo Vưu thiếu gia từ nhỏ đến giờ. Được nhà họ Vưu dốc lòng huấn luyện nên sức mạnh của bọn chúng vô cùng lợi hại, một người bọn chúng có thể đánh hơn 10 tên lưu manh đầu đường xó chợ dễ như trở bàn tay. Mày muốn tự xử hay để hai anh em bọn tao chơi cùng mày? Đại hổ vừa cười vừa nói, tên nhãi con này chỉ cần hắn đạp một phát là chết tươi rồi. Còn phí lời với hắn làm gì, xử hắn cho xong chuyện đi đại ca. Nhị hổ xắn tay áo lên, vô cùng kích động. Hắn là người đầu tiên dám đắc tội với Vưu thiếu gia ở thủ đô đấy. 8 năm rồi, đã 8 năm rồi bọn chúng chưa được động tay động chân, vì một trận chiến 8 năm trước Vưu thiếu gia đã giết người bừa bãi, từ đó không ai dám đắc tội với Vưu thiếu gia nữa. Nhà họ Vưu đứng đầu trong thập đại gia tộc ở thủ đô, cả tuổi thanh niên không gặp lấy một đối thủ. Bọn chúng trung thành bên cạnh Vưu thiếu gia đã ngứa tay ngứa chân lâu lắm rồi. Nhờ cả vào hai vị rồi, tên nhóc này không coi Vưu thiếu gia ra gì, phải xử hắn. Phùng Đức Thành đứng bên kêu gào. Đúng là không biết điều. Tần Lâm chau mày, lạnh lùng nói. Muốn chết sao? Đại hổ vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm qua không một ai dám ăn nói với anh em hắn như vậy, Vưu thiếu gia cũng rất ít khi gặp phải loại ngu như thế này, hôm nay hắn phải cho Tần Lâm chết không chỗ chôn. Đại hổ nhị hổ cùng xông lên, thực lực của hai người này rất mạnh, xuất chiêu dứt khoát mạnh mẽ, muốn phủ đầu Tần Lâm ngay chiêu đầu tiên. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng nắm đấm của Tần Lâm lại mạnh đến nỗi bọn chúng không chống đỡ được, hai nắm đấm tung ra Tần Lâm lập tức đánh gãy ngón tay của chúng, đại hổ nhị hổ đau nghiến răng nghiến lợi. Chưa kịp phản ứng lại thì nắm đấm của Tần Lâm lại vung ra, nhưng lần này là nhằm vào trúng mặt của chúng. Bịch, bịch. Mũi của chúng bị Tần Lâm đạp gãy, khuôn mặt cũng bị biến dạng, mắt nổ đom đóm, máu tươi giàn giụa, không thể nhìn rõ thứ gì nữa, ngã lăn xuống đất kêu như lợn bị chọc tiết. Lúc này Phùng Đức Thành bất giác lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu, tên nhóc này ra tay độc ác quá. Đến vệ sĩ của Vưu thiếu gia cũng không phải là đối thủ. Công phu tốt lắm. Vưu Quang Nham híp mắt lại, lẩm bẩm nói. Xem ra tao đã xem thường mày rồi, chẳng trách mày lại dám vênh váo trước mặt bổn thiếu gia như vậy, nhưng mày không thấy là mày hơi không biết điều à? Mày tưởng mày giỏi lắm sao, mày cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi, tao muốn giết mày dễ như trở bàn tay. Vưu Quang Nham khinh thường nói. Vậy sao, vậy tao lại muốn xem thử ai mới là người có thể cười đến cuối cùng đó. Tần Lâm tiến lên một bước, rồi nhảy lên đạp một cái vào phía dưới người Phùng Đức Thành, sắc mặt Phùng Đức Thành xám ngắt, gào lên một tiếng, cơ thể đã nằm dài trên mặt đất che phần bên dưới, rưng rưng nước mắt không dám khóc to. Vưu thiếu gia, cứu tôi Vưu thiếu gia. Phùng Đức Thành quỳ xuống đất, co ro, vẻ mặt trắng bệch. Xem ra mày muốn chơi với tao đến cùng, Vưu Quang Nham tao sẽ chơi cùng mày, ở thủ đô này mày là người đầu tiên dám đối đầu với tao như vậy đấy. Vưu Quang Nham nói, từ giờ về sau, chắc tao cũng sẽ là người cuối cùng. Tần Lâm mỉm cười nói,
Là sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vưu Quang Nham khó hiểu. Tần Lâm ung dung nói. Vì từ giờ về sau mày sẽ không thể làm mầu nữa, mày sẽ chết rất khó coi. Ở thủ đô cũng không có ai dám ăn nói với tao như vậy. Mày là người đầu tiên. Vưu Quang Nham thản nhiên nói, nhưng ánh mắt đã lóe lên tia chết chóc. 10 năm tuổi tao tung hoành ở thủ đô, tao không có đối thủ trong thập đại gia tộc ở thủ đô, 13 tuổi không ai có thể đánh bại tao, mấy năm vừa rồi tao gặp không ít người đối đầu với tao, nhưng người ngang ngược như mày tao hiếm thấy đấy, muốn dồn tao vào chỗ chết sao, mày là cái thá gì? Mày có tin tao đào cả 18 đời tổ tông nhà mày lên không? Ông đây muốn giết mày lại chẳng dễ như trở bàn tay. Vưu Quang Nham tiến đến gần Tần Lâm. Là mày ép tao đó, người phụ nữ của mày tao cũng sẽ thay mày chăm sóc, cô ấy chắc chắn sẽ rất nghe lời tao, ha ha ha. Vưu Quang Nham cười điên cuồng, nhìn bằng nửa con mắt. Vưu thiếu gia, giết chết hắn đi. Phùng Đức Thành xám mặt, toàn thân run cầm cập, hận Tần Lâm đến tận xương tủy, cú đạp của Tần Lâm khiến ông ta suýt nữa thì mất cái mạng già này rồi. Chịu chết đi. Vưu Quang Nham tấn công. Xuất chiêu dứt khoát mạnh mẽ, nắm đấm vung thẳng về phía Tần Lâm như muốn đập chết Tần Lâm vậy, khuôn mặt anh ta dữ tợn, vô cùng ngang tàng. Vưu thiếu gia cố lên. Vưu thiếu gia đánh chết hắn đi. Đồ không biết trời cao đất dày là gì, dám đối đầu với Vưu thiếu gia chỉ có con đường chết thôi. Mọi người đều cười khẩy, coi thường Tần Lâm. Cẩn thận Tần Lâm. Ánh mắt Tô Văn Kỳ vô cùng căng thẳng, đạo diễn lớn như Phùng Đức Thành cũng bị Tần Lâm đánh rồi. E là sau này cô không xuất hiện trong giới điện ảnh được nữa rồi, bây giờ anh lại còn đắc tội với cả Vưu Quang Nham thiếu gia nhất nhì thủ đô nữa, lần này cô ấy nghĩ chắc sẽ lành ít dữ nhiều rồi, dù gì đây cũng không phải tỉnh Hán Đông. Cút! Rốt cuộc mày là ai? Tao khuyên mày đừng nên đối đầu với tao, nếu không thì ông trời cũng không cứu nổi mày đâu, mày không chọc được vào nhà họ Vưu tao đâu. Vưu Quang Nham nhìn Tần Lâm dọa dẫm, Tần Lâm bước lại gần hắn. Nhìn hắn có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang rất hoảng sợ, chỉ sợ Tần Lâm là một tên cứng đầu không quan tâm đến nhà họ Vưu thì hắn xong đời thật rồi. Vậy sao, nhà họ Vưu, tao lại muốn xem rốt cuộc mày có thể làm gì tao, mày yên tâm đi, tao không giết mày đâu. Tần Lâm nở nụ cười vô cùng đung dung, nhưng giây tiếp theo Vưu Quang Nham chợt biến sắc. Bịch, Vưu Quang Nham bị Tần Lâm đạp cho một cái vào đầu, mặt mũi toàn là máu, sợ vãi linh hồn. Run lẩy bẩy, không chỉ hắn mà những người bên cạnh hắn cũng sợ không dám lên tiếng, Vưu thiếu gia là chỗ dựa của bọn họ, bây giờ Vưu thiếu gia đã bị đánh bại rồi, bọn họ không sợ được sao? Rắc rắc, a, đừng. Tần Lâm không hề nương tay, liên tục đạp gãy chân tay của Vưu Quang Nham, đến bàn tay cũng bị đạp gãy cả cương khớp, xương bánh chè cũng vậy, Vưu Quang Nham đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, sau khi ngất đi lại tỉnh dậy vì đau đớn. Trên cơ thể gần như xương cốt chỗ nào cũng gãy vụn. Vưu Quang Nham sùi bọt mép, ánh mắt đờ đẫn, đầy sự tuyệt vọng. Nhà họ Vưu, sẽ không, bỏ qua cho mày, đâu. Vưu Quang Nham tuyệt vọng. Vậy sao, vậy tao đợi chúng mày đến tìm tao. Tần Lâm khẽ cười, giống như nụ cười của thần chết vậy, đến Tô Văn Kỳ cũng ngẩn người. Tần Lâm quá độc ác, sức mạnh của anh khiến Vưu Quang Nham không thể nào chống đỡ được. Một chiêu thôi là đã đánh bại Vưu Quang Nham rồi, chuyện này quá kinh khủng, nhưng sự thật đã chứng minh, bọn họ đã không thể tiếp tục ở thủ đô nữa rồi, chỗ dựa của bọn họ cũng bị đánh tàn phế rồi. Nhưng bây giờ Tô Văn Kỳ chỉ muốn Tần Lâm mau rời khỏi đây, điều cô ấy lo lắng nhất là sự an nguy của Tần Lâm, cô không thể để Tần Lâm bị liên lụy được, cùng lắm thì từ giờ về sau cô ấy không bước vào giới điện ảnh nữa, không xuất hiện ở thủ đô nữa là được. Tiếp theo sẽ là ông. Ánh mắt của Tần Lâm hướng về phía Phùng Đức Thành, ông ta run bần bật, lùi lại về sau theo bản năng, nhưng Tần Lâm không cho ông ta bất cứ cơ hội nào, anh đạp ba cái vào người Phùng Đức Thành, ông ta cũng chỉ còn thoi thóp, đã bị đánh tàn phế rồi, khóc cha gọi mẹ, đau kêu oai oái, nhưng Tần Lâm không hề thấy thương hại, vừa rồi ông ta hung hăng như thế nào thì bây giờ khóc lóc thảm thiết như thế. Vưu Quang Nham ở ngay bên cạnh, mặc dù vẫn còn sống nhưng cũng không khác gì chết, cũng không ai cứu nổi hắn. Toàn thân hắn đã gãy hết xương cốt, có lẽ cả đời này hắn phải nằm trên giường rồi, căn bản không tìm Tần Lâm báo thù được nữa rồi. Nhưng Tần Lâm muốn hắn biết rằng cả đời này hắn cũng không thể ngóc đầu dậy được. Bây giờ đến lượt tính sổ với mấy người, vừa rồi mấy người kêu to lắm cơ mà. Không phải khách khí,
ai cũng có phần. Hôm nay tôi phải đánh tàn phế chân tay của mấy người. Tần Lâm nhìn về phía 10 người kia, tất cả mọi người đều quỳ xuống rồi. Đại ca, tôi sai rồi, xin đại ca tha cho tôi đi. Tôi chỉ đến tham gia buổi tuyên truyền thôi, đại ca tôi không liên quan gì đến Vưu Quang Nham cả. Đúng đó, tôi cũng là người bị hại, đại ca, tôi xin cậu, tôi còn mẹ già con thơ ở nhà nữa. Đại ca, cậu cứ coi tôi là bù nhìn đi, tôi cúi đầu tôi lại cậu đấy. Bịch bịch bịch, Tần Lâm cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. Sao vừa rồi các người không nói như vậy, ai cũng độc ác muốn ép tôi vào chỗ chết cơ mà, đứng bên cạnh hóng chuyện phải không? Sao bây giờ lại sợ hãi vậy? Mẹ già con thơ thì sao? Liên quan chó gì đến tôi? Các người muốn chết thì tôi cho các người toại nguyện, các người đều là chó của Vưu Quang Nham còn gì? Chủ nhân của các người đã ra nông nỗi này rồi mà các người còn không noi theo sao? Con người tôi rất công bằng, ai vừa rồi kêu to nhất tôi nhớ hết, tôi sẽ không thiên vị ai đâu. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lẽo, ra tay nhanh như tia chớp, từng người một nối đuôi nhau ngã xuống, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, một đám vênh váo, bây giờ đã biến thành một đám bẩn thỉu như lũ chuột cống, nhưng không có ai có thể trốn thoát khỏi bàn tay Tần Lâm, giống như anh vừa nói vậy, không cần phải tranh giành, ai cũng có phần. Mọi người đều gào thét trên mặt đất, người nghiêm trọng nhất là Vưu Quang Nham, hắn đã không còn tia hy vọng nào rồi, cho dù có chữa khỏi thì cũng chỉ là một người tàn phế, chỉ có thể nằm trên giường đến hết đời mà thôi. Thiếu gia ngông cuồng nhất thủ đô bây giờ lại không khác gì một con chó chết. Ánh mắt Tần Lâm lạnh như tuyết, Phùng Đức Thành cũng bị đánh tàn phế rồi, còn đâu danh tiếng đạo diễn lớn lẫy lừng nữa. Ông ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nếu Tần Lâm không đến kịp thì hôm nay Tô Văn Kỳ khó mà thoát khỏi cơn ác mộng này. Tô Văn Kỳ hoang mang, lần này bọn họ chắc chắn phải chạy trốn rồi, hơn nữa cô cũng chẳng thể lăn lộn trong giới giải trí này nữa rồi, bây giờ bọn họ phải nhanh chóng chạy khỏi thủ đô, nếu muộn rồi thì sẽ không chạy được nữa đâu. Tần Lâm, chúng ta mau đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Tô Văn Kỳ trầm giọng nói. Đi cái gì, hai người bọn họ đáng bị như vậy. Tôi không giết bọn họ đã là sự may mắn đối với bọn họ rồi, tôi muốn xem bọn họ có thể làm gì được tôi. Ánh mắt Vưu Quang Nham u ám, hắn đã bị Tần Lâm đánh nát xương cốt rồi, không còn chút sức lực nào, xoay người đập chiếc đồng hồ trên tay, lúc này người nhà họ Vưu đã biết Vưu Quang Nham gặp nguy hiểm rồi. Xem ra mày vẫn còn tự tin lắm. Tần Lâm khoanh tay lại. Thái tử thủ đô nên khó tránh khỏi việc ngạo mạn. Nếu mày không ngạo mạn như vậy thì tao đã không đối xử với mày quá đáng như vậy, con người tao ghét nhất là mấy thằng còn vênh váo hơn cả tao đó. Chúng mày cứ đợi đấy mà xem. Vưu Quang Nham nằm bất động, chỉ cần hắn còn một hơi thở, nhà họ Vưu chắc chắn sẽ không bỏ qua, anh cả của hắn chắc chắn đang nhanh chóng tới đây thôi. Mày biết anh cả tao là ai không? Anh cả tao là vương của binh vương đấy, anh ấy là người của đội biệt kích liệp báo. Chỉ cần anh ấy đến thì cả đời này mày cũng đừng hòng ngóc đầu lên được. Vưu Quang Nham nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể cắn chết Tần Lâm. Tần Lâm sững sờ. Cái gì, người của đội đột kích liệp báo á? Vưu Quang Nham nói. Sao vậy, sợ rồi hả? Ha ha ha, mày cũng biết đến sự tồn tại của đội đột kích liệp báo à? Nếu biết thì mau quỳ xuống dập đầu trước tao, anh cả của tao là thành viên của đội đột kích liệp báo. Anh ấy thực sự là vương của binh vương đấy, anh ấy đã từng xông pha hàng trăm trận chiến, là niềm tự hào của nhà họ Vưu chúng tao, anh ấy đến thì mày chết chắc. Tô Văn Kỳ sốt ruột phát khóc. Đội đột kích liệp báo. Cái gì mà đội đột kích liệp báo cơ? Tần Lâm, sao anh chưa mất hết hy vọng vậy? Chúng ta sắp không chạy được rồi, tại sao cứ cố đối đầu với anh ta vậy? Đây cũng đâu phải địa bàn của anh. Vưu Quang Nham vô cùng tự tin, cho dù cả người đầy vết thương. Hắn vẫn cố giãy giụa, đơn giản vì hắn không cam lòng. Mỗi thành viên của đội đột kích liệp báo đều là binh vương, có thể vào đội đột kích liệp báo thì phải là món vũ khí sắc bén của quốc gia, nắm quyền sinh sát trong tay, anh ấy muốn giết bọn mày, cũng chẳng ai quan tâm đâu. Quyền lực của anh ấy không phải là thứ mày tưởng tượng nổi đâu. Hắn phải giải quyết được mối hận này, hắn phải khiến cho Tần Lâm muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Mẹ kiếp, là ai làm? Một tiếng hét lớn vang lên, một người đàn ông trung niên chạy đến, nhìn thấy một loạt các ông chủ lớn nằm trên đất, Vưu Thiếu Gia, Phùng Đức Thành, còn có mấy ông chủ của mấy công ty đã lên sàn có thân phận không tầm thường, mặt ai cũng tái mét, run lẩy bẩy. Là mày làm à?
Trương Vân Phàm tức giận nhìn Tần Lâm, tên khốn không biết từ đâu chui ra này dám ra tay với Vưu thiếu gia, hơn nữa tất cả mọi người đều bị đánh đến mức tàn phế, đúng là quá kiêu ngạo. Giữa địa bàn của chính mình, thái tử của thủ đô, Vưu thiếu gia, lại bị đánh như vậy, hơn nữa xương cốt toàn thân gãy nát, chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhất định sẽ gây chấn động cả thủ đô. Nhà họ Vưu là một trong thập đại gia tộc của thủ đô, đây không phải thứ ai cũng có thể sánh bằng. Ông ta là tổng giám đốc của nơi này, nghe nói nơi này xảy ra mâu thuẫn, không ngờ người bị thương lại là Vưu thiếu gia, còn có cả một đạo diễn nổi tiếng của Hoa Hạ, tệ quá đi mất. Tần Lâm khinh khỉnh nói. Không sai, là tôi. Trương Vân Phàm biết sự lợi hại của nhà họ Vưu, tên nhãi này đánh Vưu thiếu gia thành ra thế này, đúng là gan to chọc trời mà. Bây giờ mau quỳ xuống xin lỗi Vưu thiếu gia đi, sau đó thì đợi cơn thịnh nộ của nhà họ Vưu đi. Tần Lâm lạnh lùng nói. Biết điều chút đi, mau cút đi cho tôi. Ai ôi, có vẻ như tao nể mặt mày quá rồi, Vưu thiếu gia, cậu xem tôi xử lý tên khốn này thế nào. Người đâu? Trương Vân Phàm lửa giận ngút trời, Vưu thiếu gia là kẻ có quyền số một số hai thủ đô, ngày thường đâu có cơ hội để làm quen với hắn đâu. Lần này Vưu thiếu gia xảy ra chuyện, ông ta vô cùng lo lắng, nếu như có thể nhân cơ hội này giúp Vưu thiếu gia hả giận, tiền đồ trong tương lai nhất định sẽ rộng mở. Trương Vân Phàm phất tay, hơn 20 tên bảo vệ bao vây Tô Văn Kỳ và Tần Lâm. Mày tự ra tay hay để tao giúp mày? Trương Vân Phàm cười khẩy nói, về phe Vưu thiếu gia thì sớm muộn gì cũng một bước lên trời thôi. Giúp người khi gặp nạn càng khiến người ta nhớ đến mình nhiều hơn, ông ta tin sau trận chiến này, Vưu thiếu gia sẽ nhớ đến ông ta. Điếc tai quá! Tần Lâm nhíu mày, người này có vẻ như muốn lập công trước mặt Vưu Quang Nham. Muốn Vưu Quang Nham coi trọng ông ta, chỉ tiếc tên này không đủ sức làm vậy. Lên hết cho tôi, giết hắn đi, ông đây sẽ có thưởng. Một tiếng quát vang lên, Vưu Quang Nham dường như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hắn khẽ kêu một tiếng, sắc mặt vô cùng kích động. Mặt Vưu Quang Nham tái xanh, điên cuồng gào thét. Anh cả, em ở đây, cứu em. Anh cả tao đến rồi, bọn mày tới số rồi. Anh cả, giết nó đi, em muốn xé xác nó. Tần Lâm quay đầu, khi anh cả của Vưu Quang Nham nhìn thấy Tần Lâm, sắc mặt vô cùng khó coi. Cậu chẳng nhẽ là... Anh cả, anh xứng sờ gì vậy, anh giúp em giết hắn đi, hắn đánh gãy toàn bộ xương cốt trong cơ thể em rồi, em muốn hắn chết. Em muốn ăn thịt, uống máu hắn. Vưu Quang Nham tức giận nhìn Tần Lâm, hắn không muốn tiếp tục đôi co với Tần Lâm nữa, cả người hắn đau nhức vô cùng, hơn nữa còn cần mau chóng chữa trị, nếu không sẽ bị tàn phế thật sự. Chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Tần Lâm nhíu mày, Vưu Văn Sơn nhìn trông hơi quen mắt, nhưng anh thật sự không nhớ nổi đã từng gặp anh ta ở đâu. Trông anh có vẻ quen đấy. Tôi. Sắc mặt Vưu Văn Sơn tái xanh như tàu lá chuối, thầm cười gượng, Vưu Quang Nham, cái thằng khốn khiếp này, rốt cuộc mày gây nghiệp gì vậy, sao mày dám đắc tội Tần Đại Sư vậy? Khi Vưu Văn Sơn nhìn thấy Tần Đại Sư, cả người như ngồi trên bàn trông, anh ta không ngờ. Tần Đại Sư lại ra tay với tên khốn Vưu Quang Nham này, hơn nữa còn nặng tay như vậy. Tần Đại Sư là người hòa đồng dễ gần, bây giờ tức giận đánh Vưu Quang Nham trọng thương, nhất định là do hắn đã tỏ vẻ với Tần Đại Sư rồi. Vưu Quang Nham tức giận gào thét. Anh cả, anh mau làm thịt hắn đi, nhà họ Vưu sao có thể chịu nổi nhục này chứ? Cả đời này em cũng không quên được. Có điều lúc này, sắc mặt của Vưu Văn Sơn đen hơn đít nổi rồi. Anh ta thậm chí không biết nên giải thích với Tần Đại Sư như nào, hôm nay cái thằng em ngu si của mình giữ được mạng là Tần Đại Sư đã khai ân rồi. Không đợi Vưu Văn Sơn nói, lúc này, ngoài cửa có hàng trăm người rầm rầm kéo đến, dường như chặn kín cả con đường. Nhiều người như vậy, Phùng Đức Thành và Trương Vân Phàm đứng bên nhìn mà sững sờ, nhiều người như này, trông có vẻ hùng hậu, đúng là không thể khinh thường. Đội trưởng, Vưu Văn Sơn run rẩy. Những người này đều là do Tần Đại Sư gọi đến sao? Vưu Văn Sơn thầm kêu khổ không ngừng, nhưng có cách nào nữa đâu. Mấy người này đều từng được Tần Đại Sư cứu, không chỉ mình, mà ai ở đây cũng vô cùng kính nể Tần Đại Sư. Bây giờ Tần Đại Sư gặp nguy hiểm đến tính mạng, bị người ta khủng bố ở đất thủ đô này, bọn họ sao có thể bàng quan đứng xem? Vưu Quang Nham gầm lên nói, sắc mặt vô cùng hung tợn. Anh cả, anh được lắm. Đây là chiến hữu của đội đột kích liệp báo phải không? Không ngờ anh cả vì em mà huy động nhiều người đến vậy,
ha 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 ha. Nhìn thấy chưa, cái loại não tàn, hôm nay tao sẽ đẩy mày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ha 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 ha. Vưu Quang Nham không ngờ mình gọi anh mình đến giải quyết, anh cả lại đưa cả đội đột kích liệp báo đến, đúng là quá có thể diện. Nhìn thấy chưa, thằng khốn, mày biết người của đội đột kích liệp báo mạnh thế nào không? Mấy người này có thể tiêu diệt cả một sư đoàn, mà đương nhiên anh tao là thành viên xuất sắc trong đội đột kích liệp báo. Tao cũng không ngờ đội đột kích liệp báo lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy, một mình anh tao đến tao đã vui lắm rồi, nhưng anh em của đội đột kích liệp báo lại đến hết, hôm nay cho dù có là ông trời cũng không cứu được mày. Vưu Quang Nham dựa vào tường, khẽ nhét khóe miệng, ánh mắt tàn độc. Tô Văn Kỳ sợ đến mức mặt mày tái mét, những người này mạnh quá, trên người họ tỏa ra sức ép kinh khủng khiến cho da đầu mình tê dại, những người này đều từng xông pha nhiều trận chiến. Đều từng giết người, ánh mắt của ai cũng hung ác, ngang ngược. Lần này cô và Tần Lâm tiêu thật rồi. Anh cả, vết thương trên người em đều là do hắn ban tặng, lần này anh phải xử lý cho em. Vưu Quang Nham kích động khóc lóc, cảnh này tuyệt quá, mình bị đánh thành ra thế này cũng đáng, bởi vì những người này đều là vương của binh vương, đều là những anh tài thật sự, cả trăm người tiến lên vì hắn. Sau trận chiến này, ở thủ đô này, hắn nhất định sẽ nổi như cồn, từ nay về sau. Xem còn ai dám ra vẻ với hắn nữa không? Mấy đại ca của đội đột kích liệp báo là tấm khiên vững chắc cho hắn. Tần Lâm nhìn Vưu Văn Sơn, tỏ vẻ đã hiểu. Chẳng trách, hóa ra anh là người của đội đột kích liệp báo. Mày làm sai điều gì, mày biết ai đang đứng trước mặt mày không? Cậu ấy là Tần Đại Sư đấy, là ân nhân cứu mạng của cả đội đột kích bọn tao, là nhân tài thật sự của quốc gia, mày dám bất kính với Tần Đại Sư, mày hồ đồ rồi à? Mày chết đi. Mày có biết, nếu Tần Đại Sư muốn giết mày thì mày chết không biết bao nhiêu lần rồi không? Bây giờ mày còn dám oang oác cái mồm trước mặt Tần Đại Sư, tao cắt lưỡi mày. Vưu Văn Sơn chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, tát cho Vưu Quang Nham mấy chục cái liên tiếp, lúc này mặt hắn tái mét, như tỉnh khỏi cơn mê. Vưu Quang Nham sững sờ, trong lòng vô cùng buồn bực, không ngờ lại có kết cục thế này, người trước mặt lại là Tần Đại Sư mình không dây nổi. Hơn nữa anh cả quỳ xuống là để nhận lỗi thay mình. Chết ở chỗ, nhưng người này không dến để giúp mà là để xử lý mình, nói trắng ra là mình ảo tưởng sức mạnh quá, luôn nghĩ họ là chỗ dựa, không ngờ thằng hề lại là mình. Lần này tiêu đời rồi, Vưu Quang Nham biết, mình gần cái chết lắm rồi, cho dù là anh cả cũng không bảo vệ nổi mình nữa. Vừa nãy còn tự tin bùng nổ, bây giờ hắn không biết nên đối mặt với người của đội đột kích thế nào. Những người này ai cũng uy nghiêm khí thế, ánh mắt của họ khi nhìn hắn đều chỉ muốn băm vằm hắn ra, hắn đắc tội Tần Đại Sư, những người này đều đứng về phe Tần Đại Sư, mình thì cứ đứng đấy oang oác cái mồm, mất mặt không lo, mất mạng mới chết. Lòng Vưu Quang Nham xám như cho tàn, có vẻ như mình hết đường cứu rồi, Tần Đại Sư chỉ cần hạ lệnh, mình sẽ tan xác ngay chỗ này. Anh cả, anh cứu em không muốn chết. Vưu Quang Nham đau khổ, cho dù toàn thân xương cốt gãy hết. Hắn vẫn không muốn chết, sống thì mới có hy vọng sinh tồn, chết thì mọi thứ cũng chấm dứt. Cứu mày, mày còn nói được câu ấy à? Bây giờ đến tao còn chưa chắc có giữ được mạng hay không nữa là. Tô Văn Kỳ như chơi tàu lượn, cả người sững sờ, những người này đều là người của Tần Lâm sao? Bọn họ không đến để đối phó với Tần Lâm mà đến để giúp Tần Lâm sao? Ngay cả thập đại gia tộc cũng chẳng là cái thá gì trước mắt họ, Tần Lâm, anh mạnh như nào vậy? Nói cách khác, anh còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật vậy? Đám người Phùng Đức Thành đứng bên đều sững sờ, Vưu Quang Nham mà họ dựa dẫm vào tiêu đời rồi, bọn họ lại bị Tần Lâm đánh một trận, bây giờ giữ cái mạng này cũng không dễ dàng. Liêu Thừa Chí cười khẩy nói tên khốn Vưu Quang Nham này tiêu đời rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa đâu. Người đâu, đem hắn vứt ra ngoài, rút gân, rút xương, sau đó ném ra biển Bắc Hải cho cá ăn. Đây chính là yêu cầu của hắn, đương nhiên phải thỏa mãn rồi. Cầu cứu tôi thì có tác dụng gì, hắn đắc tội Tần Đại Sư thì phải chịu tội, ngay cả cậu cũng khó thoát khỏi tội nghiệt, để xem trở về tôi xử lý cậu thế nào. Lời Liêu Thừa Chí khiến Vưu Văn Sơn tuyệt vọng, như vậy thì Vưu Quang Nham chết chắc rồi. Vưu Văn Sơn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, tôi cầu xin cậu, tha cho em trai tôi một mạng. Tôi cho hắn cơ hội. Hắn không cho tôi đi, còn bắt tôi đợi đây, tôi cho hắn 3 cơ hội, hắn có thể đi, nhưng hắn không biết quý trọng, cuối cùng bảo tôi cho hắn cơ hội thứ 4,
anh nghĩ có khả năng không? Ngay cả người phụ nữ của tôi mà cũng dám động vào, nếu như tôi không đến kịp, bạn gái tôi đã gặp phải thủ đoạn thâm độc rồi, anh nói đi, tôi nên tìm ai nói lý đây? Lúc đó, người nhà họ Vưu không chỉ chết một người đâu. Tần Lâm lạnh lùng nói, khiến tim Vưu Văn Sơn chật mất một nhịp, anh ta biết tính cách của Vưu Quang Nham, kiêu ngạo ngang ngược, không coi ai ra gì. Lần này hắn dây phải người không nên dây, chỉ có thể nói hắn tự chuốc vạ vào thân, cũng chẳng trách ai khác được. Anh cả, anh cứu em với anh cả, cứu em. Vưu Quang Nham khàn khàn, hét đến giọng lạc đi, nhưng không có ai đáp lại, người của đội đột kích Liệp Báo không hề do dự mà xử lý Vưu Quang Nham. Thời khắc này, Liêu Thừa Chí vô cùng xấu hổ, đạp ngã Vưu Văn Sơn xuống đất, lạnh lùng hừ một tiếng. Tần Lâm gật đầu, nhìn Phùng Đức Thành, lạnh lùng nói. Xin lỗi Tần Đại Sư, do tôi quản không nghiêm, mong Tần Đại Sư đừng để ý. Lời Tần Lâm khiến tim Tô Văn Kỳ rung lên. Tha cho cái mạng chó của ông đấy, sau này Tô Văn Kỳ sẽ là thiên hậu hạng A của giới điện ảnh Hoa Hạ, nếu như cô ấy gặp vấn đề gì, tôi sẽ lấy mạng cả nhà ông. Phùng Đức Thành lúc này vội vàng mở mắt ra, quỳ xuống đất, liên tục gật đầu, run sợ lẩy bẩy, không có gì bất ngờ, Vưu Thiếu Gia chết, ngay cả anh cả của Vưu Thiếu Gia, người của đội đột kích Liệp Báo cũng không gánh nổi hắn, địa vị của Tần Lâm khiến ông ta không lạnh mà run. Loại người như vậy, ông ta không thể đoán nổi. Chúng ta đi thôi. Tần Lâm kéo tay Tô Văn Kỳ rời khỏi đây. Tô Văn Kỳ cảm thấy vô cùng phức tạp, địa vị của Tần Lâm khiến cô khó đuổi kịp. Cô chưa từng ngờ Tần Lâm lại có địa vị cao như vậy. Cô vừa vui nhưng cũng vừa cảm thấy lo lắng, vì Tần Lâm quá mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy mờ mịt, không thể nào nắm chắc trong tay. Hai người đi trên đường lớn, Tần Lâm bất lực lắc đầu. Vốn muốn tặng cô một điều bất ngờ. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, hai. Tô Văn Kỳ cười tự giễu, có điều vì vậy, mối quan hệ của hai người mới gần gũi thêm một bước. Tôi biết mà, hôm nay nếu không có anh, chắc tôi không còn cơ hội đứng đây nữa. Tần Lâm cười nói, con gái phải biết tự bảo vệ bản thân, sau này, tôi nghĩ tên Phùng Đức Thành kia không làm khó cô nữa đâu, hơn nữa sẽ giúp đỡ cô, muốn nổi trong giới cũng vô cùng dễ. Tạ Hồng Mai biết Tần Lâm phi phàm. Lo sẽ xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Tạ thì anh sẽ bị thua thiệt. Được, nghe cô hết, Hồng Mai. Tần Lâm gọi như vậy, khuôn mặt trái xoan của cô lại càng đỏ hơn. Tạ Hồng Mai lái xe đi hết con đường vành đai số 5, đến một nơi thanh lịch và yên tĩnh được bao quanh bởi núi sông, đúng là không dễ gì tìm được một nơi đắc địa như vậy ở thủ đô, rõ ràng đó chính là thế lực của nhà họ Tạ, tránh xa mọi thứ bên ngoài. Vậy nên đối với bọn họ mà nói thì cuộc sống càng ung dung thoải mái hơn hẳn. Biệt phủ của nhà họ Tạ rất lớn, trông vô cùng khoa trương, Tần Lâm nhìn vào cũng cảm thấy thán phục, một biệt phủ lớn như vậy có lẽ có thể so sánh với cung vương phủ của Hòa Thân năm đó. Ở cửa có hai bảo vệ, khi nhìn thấy xe của Tạ Hồng Mai liền lập tức cho họ đi qua. Căn biệt phủ của nhà họ Tạ vô cùng rộng, vì ở ngoại ô nên xung quanh đều là những bãi cỏ xanh mướt. Có cả sân luyện võ, thậm chí còn có cả sân gôn. Lúc Tạ Hồng Mai đưa Tần Lâm đi qua bãi cỏ thì đã nhìn thấy mười mấy người nhà họ Tạ đang luyện tập trên võ đài, tất cả đều rất oai phong lẫm liệt. Chị Hồng Mai, chị về rồi sao? Chị Hồng Mai, mau đến dạy cho tụi em đi, dạo gần đây cứ bị chú Bảy phạt mãi, bọn em khổ không nói nên lời luôn đây này. Đúng vậy, chú Bảy cũng nghiêm khắc quá rồi đó, em thấy chú ấy chỉ điềm tĩnh với mỗi chị thôi. Còn người khác đụng vào thì cũng chỉ biết câm nín. Em so được với chị Hồng Mai sao? Chị Hồng Mai là người ưu tú nhất trong đám con cháu của nhà họ Tạ chúng ta. Hơn nữa chị Hồng Mai còn là một cao thủ huyết mạch. Ngay cả ông nội còn nói rằng chị Hồng Mai sẽ có cơ hội cạnh tranh với cao thủ ở bảng hổ trong 10 năm tới. Mọi người đều rất tôn kính Tạ Hồng Mai. Khí thế của cô đã cho bọn họ áp lực quá lớn. Là cao thủ huyết mạch, đối với bọn họ mà nói thì đây giống như việc muốn mà không có được. Luyện tập cho tốt vào, hôm nay chị không phải đến đây để chơi với mấy đứa đâu. Tạ Hồng Mai điềm đạm nói, trong mắt những đứa nhóc ở nhà họ Tạ này thì cô vẫn rất có tiếng nói. Chị Hồng Mai, đây không phải là anh rể đấy chứ. Có người che miệng cười. Lắm mồm, nếu không luyện công thì tối nay đừng có ăn cơm. Tạ Hồng Mai thấp giọng nói, khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, luyện tập cả một ngày mà không được ăn thì sẽ chết đói mất. Nhưng không ai dám nghi ngờ lời nói của Tạ Hồng Mai, thậm chí chú Bảy cũng rất tin tưởng cô. Bây giờ trong nhà họ Tạ,
người có thể vượt qua thực lực của Tạ Hồng Mai thì có lẽ phải đếm trên lòng bàn tay, ngay cả chú Bảy cũng không phải là đối thủ của cô. Hồng Mai, cháu về rồi à, hôm nay là ngày Tưởng thiếu gia đến cầu hôn đấy, sao cháu lại đưa người ngoài tới làm gì? Cháu muốn ngang nhiên làm trái quyết định của nhà họ Tạ sao? Một người đàn ông trung niên gầy gò nói với giọng trầm thấp, ông ta là chú hai của Tạ Hồng Mai, Tạ Giang Phong. Chú hai, hôm nay cháu về là để nói với ông nội chuyện này, cháu với Tiểu Lâm đã ở với nhau lâu rồi, cháu sẽ không đồng ý việc cầu hôn của nhà họ Tưởng đâu. Tạ Giang Hoài mắng con gái mình, sắc mặt của ba ông cụ nhà họ Tạ đều sầm xuống, đặc biệt là ông nội của Tạ Hồng Mai, Tạ Trường Hà. Hôn nhân của con thì cứ để con tự quyết định, thời đại nào rồi mà mọi người vẫn sắp đặt hôn nhân như vậy chứ? Tạ Hồng Mai con không hề kém bất kỳ người đàn ông nào, với nỗ lực của bản thân, con đã có thể trở thành đội trưởng của đội biệt kích Phi Hoàng, đó là niềm tự hào của nhà họ Tạ, tại sao mọi người cứ bắt con phải kết hôn với một người xa lạ cơ chứ? Trong mắt mọi người thì đó đâu chỉ là liên hôn, mọi người còn muốn nhà họ Tưởng làm chỗ dựa cho mình nữa kia. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Ánh mắt của Tạ Hồng Mai rất kiên định, điều này làm cho người nhà họ Tạ vô cùng tức giận, nhưng dù gì thì thân phận của Tạ Hồng Mai bây giờ đã khác rồi, cho dù nhà họ Tạ có gây áp lực với Tạ Hồng Mai thì cũng không thể giam cầm cô theo cách này được, đến lúc đội biệt kích đến tìm thì khó mà giải thích. Hồng Mai, bao nhiêu năm như vậy, cho dù cháu có làm loạn bên ngoài như thế nào, nhưng khi về nhà thì cháu vẫn là người nhà họ Tạ, là cháu gái của ông để cháu gả cho nhà họ Tưởng cũng chỉ là đang cân nhắc cho gia tộc thôi. Đối với cháu mà nói cũng là sự lựa chọn tốt nhất, Tưởng thiếu gia là người có tài, cháu đừng có không biết điều như vậy, đây là chuyện cả đời của cháu không thể dễ dàng đưa ra quyết định như thế được, ông không quan tâm cháu đưa ai về, cậu ta phải rời khỏi nhà họ Tạ ngay. Giọng Tạ Trường Hà giống như tiếng chuông lớn vậy, vô cùng uy nghiêm. Ông nội, cháu mong ông có thể hiểu, cháu không phải là công cụ của nhà họ Tạ, cháu không muốn rơi vào mồ chôn của hôn nhân. Nếu như cháu và Tưởng thiếu gia là thanh mai trúc mã thì cũng coi như được đi, tụi cháu căn bản không phải là người cùng một thế giới, bao ông có thể bảo cháu ở với anh ta được. Cháu không muốn trở thành vật hy sinh của cuộc tranh giành quyền lực này, cháu sẽ trở thành niềm tự hào của nhà họ Tạ mà không cần bất cứ ai giúp đỡ. Tạ Hồng Mai nghiêm nghị nói, Tưởng thiếu gia có mạnh cỡ nào cũng không quan trọng, đó là việc của anh ta, bạn trai cháu cũng không tệ. Dựa vào gì mà cháu lại phải trở thành vật hy sinh của mọi người chứ? Tạ Hồng Mai cau mày, không chút động đậy. Tất cả đều là vì gia tộc, Hồng Mai à, con không biết hoàn cảnh của gia tộc bây giờ khó khăn như thế nào sao? Chẳng lẽ con không biết chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu việc mới có thể đến được vị trí như bây giờ ư? Tưởng thiếu gia có làm gì sai với con không? Nếu như con chịu ở với Tưởng thiếu gia thì nhà họ Tạ của chúng ta sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cả trăm miệng ăn trong nhà họ Tạ có thể sẽ bị hủy hoại vì sự ngoan cố của con đó, mọi việc đều phải lấy đại cục làm trọng mới phải. Tạ Giang Hoài thuyết phục. Con mặc kệ, dù sao con cũng không kết hôn, nếu bố muốn gả thì bố tự gả đi. Tạ Hồng Mai vẫn phớt lờ, khiến cho Tạ Giang Hoài không nói nên lời. Con, đứa con bất hiếu này, mày muốn chọc bố tức chết hả? Tạ Giang Hoài vô cùng tức giận. Bất luận như thế nào thì hôm nay cháu cũng phải gả cho Tưởng thiếu gia, Tạ Hồng Mai, cháu đừng có không biết điều, cho dù có phải trói cháu lại thì chúng ta cũng sẽ trói cháu đến nhà họ Tưởng, cháu hãy quên chuyện đó đi, cháu nhất định phải hy sinh vì gia tộc, phải vì mọi người mà quên mình, nếu là phế vật thì coi như ông nội vô tình vô nghĩa, nhưng Tưởng thiếu gia không phải là người bình thường, cậu ấy quá dư sức để xứng với cháu, cháu biết có bao nhiêu cô gái trong thập đại gia tộc đều muốn gả cho Tưởng thiếu gia không? Nhưng Tưởng thiếu gia chỉ coi trọng một mình cháu, đây là cơ hội để chúng ta vươn lên, đó là điều không thể nghi ngờ được. Tạ Trường Hà trầm giọng nói, không cho Tạ Hồng Mai cơ hội phản bác. Ông nội, ông đang ép cháu đấy. Tạ Hồng Mai lắc đầu. Tạ Hồng Mai, cháu không thể quá ích kỷ như vậy được, nếu không thì nhà họ Tạ chúng ta sẽ ở đâu chứ? Suy nghĩ ích kỷ của cháu quan trọng như vậy sao? Bây giờ cháu vẫn còn trẻ. Đợi đến sau này thì cháu mới nhận ra được quyết định của mình ngu ngốc như thế nào, người trong cuộc thì mù mờ nhưng người ngoài cuộc lại rõ, Tưởng thiếu gia chắc chắn sẽ khiến cho cháu thán phục. Tạ Trường Hà trầm giọng quát. Cho dù anh ta có là Ngọc Hoàng Đại Đế thì cũng liên quan gì đến cháu. Thứ cháu muốn chính là chồng của mình, chứ không phải tìm người chống lưng, mọi người mới là người muốn tìm chống lưng, mọi người mới thật sự ích kỷ, không phải là cháu,
mọi người luôn muốn lợi dụng cháu để đạt được dục vọng ích kỷ của bản thân, còn nói cháu không biết điều ư. Ông nội, cháu thấy ông có chút quá đáng rồi đó. Tạ Hồng Mai nhả từng câu từng chữ, đối mặt với ba vị trưởng lão, thậm chí là cả bố mình, nhưng cô không bao chịu nhún bước. Hồng Mai nói đúng đấy, tôi là bạn trai của cô ấy, tôi nhất định sẽ cho cô ấy hạnh phúc thay vì đặt cô ấy vào tình thế tuyệt vọng. Trong mắt các người thì tưởng thiếu gia có thể rất quyền lực, và là con rể tốt nhất dành cho Hồng Mai, nhưng theo tôi thì người có thể làm cho Hồng Mai vui thì đó mới là chỗ dựa thực sự. Tần Lâm vừa dứt lời, lúc đó ngay cả Tạ Hồng Mai cũng hơi giật mình, trong lòng tràn đầy ấm áp, cô không ngờ người hiểu rõ mình nhất lại là Tần Đại Sư cô mới quen chưa được bao lâu. Một đám làm càn, cậu là cái gì chứ? Chuyện của nhà họ Tạ chưa đến phiên người ngoài như cậu can thiệp đâu, nếu không muốn chết thì cút đi, cậu đừng có mơ mở được cửa nhà họ Tạ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, xem lại bản thân mình đi. Tạ Giang Hoài tức giận quát. Bố, Tần Lâm là bạn trai con, không phải tên hề mà mọi người muốn kêu đến thì đến kêu đi thì đi. Hôm nay con không tới đây để đính hôn với Tưởng Thiếu Gia, mà là để cho bố thấy quyết tâm của con nhất định sẽ không ở cùng Tưởng Thiếu Gia đâu, chỉ có Tần Lâm mới có thể cho con hạnh phúc. Tạ Hồng Mai nói. Vậy sao, tôi cũng muốn xem thử ai dám giành người phụ nữ này đấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lúc này mọi người đều nhìn ra ngoài đại sảnh, ngay cả Tạ Trường Hà và những người khác cũng đều đứng dậy. Đây không phải là Tưởng Vân Đài ư, Tưởng Thiếu Gia, cậu đến đây cũng nhanh quá rồi đó. Sao cậu không nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ đích thân ra đón Tưởng Thiếu Gia. Tạ Trường Hà cười nói, so với sự tức giận vừa rồi thì bây giờ lại giống hệt như hai người khác nhau. Tưởng Vân Đài ăn mặc chỉnh tề, cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Lâm và Tạ Hồng Mai. Năm 16-17 tuổi, thoáng nhìn thấy khuôn mặt Tạ Hồng Mai thì trong lòng anh ta đã thầm thề rằng sẽ cưới cô khi lớn. Tưởng Vân Đài cười lớn nói, Tần Lâm chỉ là đồ rác rưởi, anh ta hoàn toàn không thèm để ý đến anh, với thân phận hiện tại của anh ta ở thủ đô thì sao Tần Lâm so sánh được, căn bản không ai có thể so sánh với anh ta, lại còn là đệ tử của cao thủ bảng hổ. Là thiên tài vô song của nhà họ Tưởng, cho dù là về mặt nào thì hào quang cũng đủ để dọa chết Tần Lâm. Tôi nghĩ chắc là anh không dám đâu nhỉ, bởi vì anh sợ thua, nếu thua thì anh sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thủ đô, đúng không nào? Tần Lâm nói với vẻ đắc ý. Kế khích tướng à, xem ra mày thật sự không muốn sống nữa rồi, vậy thì tao sẽ giúp mày toại nguyện. Ánh mắt Tưởng Vân Đài lạnh như băng, bước lên một bước. Ánh mắt giống như mũi tên hướng về phía Tần Lâm. Không cần, Tưởng Thiếu Gia chỉ cần đứng xem là được, nếu đã đến nhà họ Tạ thì làm sao có thể để cho Tưởng Thiếu Gia ra tay được. Cứ để tôi xử lý vị khách không mời mà đến này, nhất định tôi sẽ cho Tưởng Thiếu Gia một câu trả lời hợp lý. Nhà họ Tạ chúng tôi không phải là nơi mà loại chó mèo nào đến cũng được đâu, hừm. Lúc này, Tạ Giang Phong từ bên ngoài bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Tần Lâm. Trên mặt lộ ra vẻ u ám, bây giờ là lúc ông ta thể hiện lòng trung thành của mình, hơn nữa sự hợp tác giữa nhà họ Tạ và Tưởng Thiếu Gia sau này chắc chắn sẽ không ít, bây giờ nếu ra tay trước mặt Tưởng Thiếu Gia thì nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu. Tạ Giang Phong đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, Tần Lâm chỉ là rác rưởi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, lần này ông ta phải tỏ ra thông minh để đi trước một bước, phải thể hiện được sự mạnh mẽ của mình, lúc đó nhất định sẽ làm cho Tưởng Thiếu Gia hài lòng. Giết gà thì cần gì dùng dao chặt bò, Tưởng Thiếu Gia chỉ cần đứng một bên xem tôi xử lý cái tên không biết điều này, dám giành giật phụ nữ của Tưởng Thiếu Gia à, muốn chết chứ gì. Tạ Giang Phong đứng khoanh tay trước mặt Tần Lâm, ánh mắt sắc như dao, sát ý dồn dập. Được thôi, nếu đã như vậy thì tôi cũng lười ra tay rồi, hôm cứ để nhà họ Tạ các người cho tôi một lời giải thích là được, tôi cũng không muốn nhìn thấy loại rác rưởi này nữa. Tiếp tục ủng hộ, Tưởng Vân Đài cười nhạt nói. Lúc này anh ta cũng đang ngồi trên núi để xem hổ đánh nhau, dù sao cũng không cần ra tay, xem ra anh ta cứ để cho người nhà họ Tạ làm chó cắn nhau là được, sư phụ của mình còn là cao thủ huyết mạch, sao lại phải sợ chứ? Huống chi nhà họ Tạ bây giờ đang ngày càng sa sút, nếu không phải gió nhà họ Tưởng giúp đỡ thì có lẽ vài năm nữa nhà họ Tạ sẽ bị đuổi khỏi thập đại gia tộc ở thủ đô mất. Chú hai, ý chú là sao? Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Ý của chú đã quá rõ ràng rồi, chủ chỉ muốn đuổi cổ cậu ta đi, cháu có thể hỏi ông nội và bố cháu xem họ có ủng hộ chú không? Muốn cưới con gái nhà họ Tạ sao, không đúng là không biết tự lượng sức mình.
nếu đã như vậy thì chú sẽ dạy cho cậu ta một bài học. Tạ Giang Phong cười nói. Tự giác rất tốt, kẻ bất tài thì không xứng ở lại nhà họ Tạ. Tạ Trường Hà cười nói. Dùng võ để kết giao bạn bè, nhà họ Tạ bọn họ là võ đạo thế gia, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, kẻ bất tài sẽ phải cút khỏi nhà họ Tạ, đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Người đến thì đều là khách, mọi người quá đáng lắm rồi đó. Tạ Hồng Mai tỏ ra tức giận. Con là một thiên tài có triển vọng nhất của nhà họ Tạ, Hồng Mai, con mau tỉnh ngộ đi, ở với một kẻ bất tài thì có tiền đồ gì chứ? Nếu cậu ta thực sự có bản lĩnh để đánh thắng tất cả mọi người thì nhà họ Tạ đương nhiên sẽ đồng ý. Tưởng thiếu gia cũng đang ở đây, người xưa có câu, anh hùng phải xứng với mỹ nhân, con thử hỏi cậu ta xem có đủ tư cách đó hay không. Chỉ có con và tưởng thiếu gia mới là trai tài gái sắc, cậu ta chỉ là cây gậy cản đường thôi, nếu không đuổi cậu ta ra ngoài thì nhà họ Tạ làm sao giải thích với tưởng thiếu gia được đây. Sắc mặt Tạ Giang Hoài đanh lại. Đứa con gái này thật sự càng ngày càng không biết nghe lời rồi, không ngờ lại dám đem đàn ông về đây, chẳng phải là muốn làm xấu mặt nhà họ Tạ, làm tưởng thiếu gia khó coi hay sao? Bố cháu nói đúng đấy, cho dù là mỹ nữ hay con cái thì đều phải là của người có năng lực, nếu như cậu ta thực sự thích cháu và có năng lực thì chúng tôi nhất định sẽ không phản đối, nhưng vì tương lai của cháu thì tưởng thiếu gia mới là đấng lang quân như ý, lão nhị, đánh đi, không cần nương tay đâu. Tạ Trường Hà nghiêm nghị nói. Tạ Hồng Mai cũng không ngờ lần này gọi Tần Đại Sư đến lại làm liên lụy đến anh, vốn dĩ cô chỉ muốn anh làm lá chắn, nhưng kết quả lại khiến cho người ta thất vọng. Tạ Hồng Mai không thể nào giải thích được với Tần Đại Sư, nhà họ Tạ thật sự rất quá đáng, cô đã dặn Tần Đại Sư không được gây hấn với nhà họ Tạ, nhưng không ngờ nhà họ Tạ lại đụng đến anh. Được thôi, vì để ôm mỹ nhân về thì tôi sẽ tiếp. Tần Lâm cười nhẹ, vô cùng tự tin và bình tĩnh. Được, đúng là đàn ông không biết sợ hãi, vì phụ nữ mà xông pha, ngay cả tôi cũng cảm thấy thán phục đó, nhưng anh không xứng với Hồng Mai đâu. Tưởng Vân Đài vỗ tay, sau đó ngồi chờ xem tiết mục. Đừng lo, tôi sẽ xử ông ta trong một chiêu. Tần Lâm bình tĩnh nói. Một hòn đá cũng đủ làm sóng dậy. Tất cả những người có mặt tại hiện trường bỗng trở nên phẫn nộ, đây chẳng phải là một sự sỉ nhục sao? Cậu mạnh cỡ nào chứ? Lại dám nói ra mấy lời như vậy. Bộ không xem người nhà họ Tạ ra gì ư. Đúng là kiêu ngạo tự phụ, loại người này không cần phải nương tay, lão nhị, dốc toàn lực đi, nhất định phải cho cậu ta biết nhà họ Tạ chúng ta có thực lực như thế nào. Tạ Trường Hà phẫn nộ quát. Vâng, thưa bố. Vẻ mặt Tạ Giang Phong trầm xuống, nhìn chằm chằm Tần Lâm, phải cho thằng nhóc ngông cuồng này một bài học mới được, cậu ta thật sự cho rằng nhà họ Tạ ăn chay hay sao? Chỉ có Tạ Hồng Mai vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô là người biết rõ nhất thực lực của Tần Đại Sư, cho dù Tần Đại Sư lợi hại như thế, nhưng anh có thực sự đánh bại được chú hai của mình chỉ trong một chiêu hay không? Đúng là điều không thể mà. Nhóc con, ra tay đi, tôi nhường cậu ba chiêu. Hôm nay lão nhị tôi sẽ chơi cùng cậu. Tạ Giang Phong dùng tay làm kiếm, lập định càn khôn, sau đó cười phá lên nói, trông vô cùng nham hiểm. Tưởng Vân Đài cười nói. Thật ra anh ta cũng khá kinh ngạc, thậm chí cũng chưa chắc mình có thể đánh bại Tạ Giang Phong như vậy. Đương nhiên là anh ta không hề biết thực lực của Tạ Giang Phong, nhưng theo lý mà nói thì nhà họ Tạ cũng không kém đến mức đấy chứ. Người nhà họ Tạ đúng là làm cho tôi quá thất vọng. Ánh mắt Tưởng Vân Đài càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Tạ Trường Hà vừa nghe liền cảm thấy không ổn, đây chẳng phải rõ ràng khinh thường người nhà họ Tạ sao? Tên Tần Lâm này ác quá, dám gây ấn tượng xấu về nhà họ Tạ cho đại thiếu gia nhà họ Tưởng, thế này thì sao được. Tạ Trường Hà biết, nhất định phải dạy cho tên Tần Lâm này một bài học, không đuổi hắn ra khỏi nhà họ Tạ, Tưởng thiếu gia sao có thể liên hôn với bọn họ. Bây giờ cục diện của nhà họ Tạ vô cùng thảm, nhất định phải liên hôn với nhà họ Tưởng mới có tương lai, nếu không tình hình gia tộc sẽ ngày càng đi xuống, một khi bị loại khỏi thập đại gia tộc của thủ đô thì sẽ bị người đời cười chê. Nhiều năm như vậy, cạnh tranh giữa thập đại gia tộc vô cùng khốc liệt, gia tộc nào nhỡ may xa cơ lỡ vận thì sẽ bị đuổi ra ngay, sự cạnh tranh 10 năm một lần rất khốc liệt. Mấy năm nay nhà họ Tạ suy thoái, nằm ở vùng yếu thế trong thập đại gia tộc. Nếu như không vì Tạ Hồng Mai ưu tú đến vậy, thì muốn đứng vững trong thập đại gia tộc cũng khó khăn. Vậy nên bây giờ nhà họ Tạ chuẩn bị gả Tạ Hồng Mai cho thiên tài của nhà họ Tưởng, song kiếm hợp bích,
như vậy họ nhất định sẽ có chỗ đứng vững chắc trong thập đại gia tộc, đến lúc đó không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, ai mà chẳng nể mặt nhà họ Tưởng chứ. Nhà họ Tưởng nằm trong top 3 của thập đại gia tộc thủ đô, thế lực của nhà họ ở thủ đô tương đương với vương hầu quý tộc. Đến lúc nhà họ Tạ liên hôn với nhà họ Tưởng, họ sẽ thu được vô vàn lợi ích, đây chính là cơ hội để nhà họ Tạ vươn mình. Tạ Trường Hà sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Cần phải biết, hiện nay trong thập đại gia tộc, thực lực của Tưởng Vân Đài rất mạnh, các lão tiền bối chắc không có ai là đối thủ của anh ta, ngay cả cao thủ bảng hổ cũng là thầy của anh ta. Điều này cũng đưa thực lực của nhà họ Tưởng lên một tầm cao mới, ai có thể kéo kết được quan hệ với nhà họ Tưởng thì sẽ trở thành người được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Tạ Hồng Mai có thể lọt vào mắt xanh của Tưởng Vân Đài cũng là cơ hội của nhà họ Tạ bọn họ, là phúc của Tạ Hồng Mai. Nhưng giữa đường lại gặp chuyện, tên Tần Lâm này đúng là ung nhọt mà. Tạ Giang Phong bị đánh gục trên đất, nhà họ Tạ bọn họ nổi giận, mặc dù Tạ Giang Hoài muốn cùng đấu một trận với Tần Lâm để lấy lại thể diện cho nhà họ Tạ. Nhưng thực lực của ông ta rõ ràng không phải đối thủ của Tần Lâm, ông ta chỉ mạnh hơn Tạ Giang Phong một chút xíu thôi. Tạ Giang Hoài chỉ dám giận không dám nói, bây giờ chỉ có thể chờ vào sự định đoạt của bố mình. Tạ Giang Hoài chỉ có thể chửi mắng Tạ Hồng Mai, bởi vì ông ta đánh không lại Tần Lâm. Dám hành hung người nhà họ Tạ, tôi thấy cậu không muốn sống nữa thì phải. Tạ Hồng Mai, sao tao lại có một đứa con gái không biết trời cao đất dày như mày? Ở trước mặt Tưởng thiếu gia mà mày lại gây chuyện mất mặt đến thế, đúng là tức chết tao. Tần Lâm khinh thường nói. Đấy là do nhà họ Tạ các người ra tay với tôi, đánh không lại tôi, mấy người lại bảo tôi hành hung mấy người. Con người có một chiếc miệng hai con mắt, mấy người sao lại nói năng bừa bãi thế. Tôi thấy nhà họ Tạ mấy người chẳng ra làm sao cả. Tạ Giang Hoài tức giận hét lên. Cậu, đồ khốn. Tần Lâm lạnh lùng nói thẳng. Cho dù là bố vợ anh cũng không quan tâm. Không phục thì hai ta đánh một trận, ông thắng thì ông nói gì cũng đúng, ông thua thì câm miệng lại. Tạ Giang Hoài không đánh lại được, cũng không mắng lại được, tức suýt sùi bọt mép. Mày xem mày tìm được loại thế nào về này. Tạ Trường Hà nhìn Tạ Trường Nguyệt, trầm giọng nói. Lão Tam, chú ra tay đi, thể diện của nhà họ Tạ chúng ta không thể mất đi như vậy được, nhất định phải bắt cậu ta quỳ xuống xin tha. Vâng, anh cả. Tạ Trường Nguyệt gật đầu, xốc lại tinh thần, nhiều năm rồi ông ta chưa ra tay, lần này nhất định phải dạy cho Tần Lâm một bài học, trả mối thù cho nhà họ Tạ, nếu không nhà họ Tạ sao có chỗ đứng ở thủ đô nữa. Như vậy chẳng phải khiến đại thiếu gia nhà họ Tưởng cười chê sao. Hy vọng nhà họ Tạ mấy người không khiến tôi thất vọng. Tưởng Vân Đài nhìn Tạ Trường Hà, Tạ Trường Hà gật đầu, sợ đắc tội đại thiếu gia nhà họ Tưởng. Thân phận địa vị của Tưởng đại thiếu gia bây giờ không hề kém ông ta chút nào, thậm chí còn trên bọn họ, bây giờ đại thiếu gia nhà họ Tưởng đang nổi lên như cồn ở cái thủ đô này, ai dám không nể mặt anh ta chứ? Nhà họ Tạ muốn mượn thân phận và địa vị của nhà họ Tưởng để nâng nhà họ Tạ lên, đương nhiên phải ăn nói khép nép khúm núm trước mặt Tưởng Vân Đài rồi. Ông ba, ông thực sự muốn ra tay sao? Khi Tần Lâm hoàn toàn hiểu hết tuyệt chiêu của Tạ Trường Nguyệt, anh bắt đầu phản kích. Kết thúc rồi. Tần Lâm ung dung mỉm cười, ánh mắt rét lạnh, đánh ra một cú cực mạnh như dùng chùy giáng xuống, quyền ào ào lao đến, dễ như trở bàn tay. Lúc này Tạ Trường Nguyệt vốn tự tin đầy mình không ngờ, thế phản công của Tần Lâm lại kinh khủng đến vậy. Ông ta bị đánh lui về sau, cảm thấy đã cố gắng hết sức, nhưng chưa đến 10 chiêu, Tần Lâm đã nhìn thấu tất cả sơ hở của ông ta, hơn nữa từng chiêu đều khiến ông ta khó có thể ứng phó, từng bước bại trận. Bốp bốp bốp, đòn tấn công của Tần Lâm khiến Tạ Trường Nguyệt không thể nào chống đỡ nổi, cuối cùng bị trúng ba quyền ngay ngực và bả vai, cơ thể hơn 70 tuổi liền ngã gục, mặc dù chân tay khá cường tráng nhưng dưới sức nặng của nắm đấm, Tạ Trường Nguyệt cuối cùng cũng bị Tần Lâm đánh bại, vô cùng bi thảm. Lại thua rồi. Lần này Tạ Trường Hà mất hết mặt mũi, một thằng nít danh, không biết chui từ xó xỉnh nào ra mà có thể đánh bại được hai đại tướng của nhà họ Tạ, đúng là khốn khiếp. Mình là chủ nhà họ Tạ cũng mất hết mặt mũi, nhìn lại vẻ ung dung của Tạ Hồng Mai, dường như vô cùng tự đắc, lúc này trên mặt Tưởng Vân Đài cũng nổi hứng, tên Tần Lâm này có vẻ cũng có bản lĩnh đấy, khiến anh ta nổi máu chiến. Người nhà họ Tạ chỉ đến thế thôi à, có vẻ như hôn sự giữa tôi và Hồng Mai là điều chắc chắn rồi, cho dù mấy người muốn ngăn cản tôi thì cũng không có cửa đâu. Tần Lâm tự tin nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt,
người nhà họ Tạ tức đến mức trợn mắt bặm môi, trước mặt đại thiếu gia nhà họ Tưởng mà bọn họ thua tận hai trận, đúng là mất hết thể diện mà. Cậu đừng có mơ, cậu không có tư cách lấy hồng mai nhà chúng tôi. Tạ Giang Hoài nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ ông ta không quản được con gái mình, cô dám đối đầu với ông ta, tìm một thằng con rể khác, khiến ông ta mất hết mặt mũi, người làm cha như ông cũng vô dụng quá. Bố, lúc trước bố đâu có thế này, bố nói con có thể theo đuổi hạnh phúc, bố nói chỉ cần con vui bố cũng vui, nhưng bây giờ sao bố cứ ép con phải gả cho người con không thích? Chẳng nhẽ với mấy người, sự vực dậy của nhà họ Tạ quan trọng đến vậy sao? Mấy người cứ dùng lợi ích để ép con, mấy người có vui không? Vành mắt Tạ Hồng Mai hoen đỏ, mặc dù cô là đội trưởng đội biệt kích Phi Hoàng, mặc dù cô chẳng kém gì cánh mày râu, nhưng cô vẫn là con gái, cũng là một phần của nhà họ Tạ. Sống ở đại gia tộc, nhất định phải chuẩn bị hy sinh vì gia tộc, bố với mẹ con cũng như vậy, vì liên hôn giữa hai gia tộc, chúng ta cũng đâu có lựa chọn, yêu hận tình thù đều là không phải thứ mình có quyền khống chế, vì gia tộc, vì lợi ích của đại đa số, hy sinh con thì có sao chứ? Con chỉ là con gái, phải ở nhà chăm chồng chăm con, hưởng vinh hoa phú quý, chẳng nhẽ như vậy không tốt sao? Tại sao cứ liều mạng chiến đấu? Cuộc đời tươi đẹp bị con phá nát rồi, con thấy con không phụ lòng gia tộc sao? Tạ Giang Hoài vô cùng nghiêm túc, Tạ Hồng Mai không ngừng lắc đầu, trong mắt ông ta, cô chẳng qua chỉ là vật hy sinh của gia tộc, mà đâu phải con gái của bọn họ. Với họ, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả. Có vẻ như, nhà họ Tạ chẳng có ai dùng được. Tưởng Vân Đài cười nhạt, lúc này Tạ Trường Hà xốc lại tinh thần. Tưởng thiếu gia, cậu yên tâm, người này không thể hoành hành ở nhà họ Tạ chúng tôi nữa đâu, tôi sẽ không để nó lấy cháu gái tôi, cậu ta không xứng. Tạ Trường Hà nghiêm nghị quát, chỉ thẳng vào mặt Tần Lâm. Dám giễu Võ Dương Oai ở nhà họ Tạ chúng tôi, cậu nghĩ tôi là đồ trang trí à? Chú hai, chú đấu cùng tôi một trận, tôi muốn xem, tên nhãi này làm thế nào hấp dẫn được Hồng Mai, hôm nay nếu như không đuổi cậu ra khỏi nhà họ Tạ, tôi không tên là Tạ Trường Hà. Ánh mắt Tạ Trường Hà lạnh lẽo, đã hạ quyết tâm nhất định không thể để Tưởng thiếu gia cười chê, lúc này ông ta không tiếc bất kỳ giá nào để đuổi Tần Lâm ra khỏi nhà họ Tạ. Cái gì? Tạ Hồng Mai không thể nào ngờ, ông nội đích thân ra tay, hơn nữa còn cùng ông hai đối phó với Tần Đại Sư, như vậy chẳng phải ép Tần Đại Sư vào đường cùng sao? Nếu như Tần Đại Sư gặp chuyện gì, chắc cô ôm hận cả đời mất. Vâng, anh cả. Tạ Trường Lâm vội vàng tiến lên cùng Tạ Trường Hà. Ánh mắt âm trầm, vô cùng lạnh lẽo, ông ta là cỗ máy chiến đấu, chỉ nghe lệnh của anh cả, chuyện lần này lại liên quan đến thể diện của nhà họ Tạ, lần này hai anh em cùng nhau ra tay, nhất định sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Chủ nhà họ Tạ, lần này xem ông đánh thế nào. Tưởng Vân Đài cười mỉm, Tạ Trường Hà gật đầu, uy nghiêm của nhà họ Tạ, không được xâm phạm. Chủ nhà ra tay, nhất định phải thắng. Tưởng thiếu gia chỉ cần xem là được rồi. Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu, chuyện của nhà họ Tạ chúng tôi, không thể để Tưởng thiếu gia xem thành trò cười được. Tạ Trường Hà quay người, khí thế nổi lên, mặc dù đã qua tuổi thất tuần, nhưng vẫn vô cùng oai phong mạnh mẽ, ánh mắt bừng lửa. Cho dù phải đối mặt với hai cao thủ huyết mạch Tạ Trường Hà và Tạ Trường Lâm, Tần Lâm vẫn ung dung không quan tâm, trận chiến này dù sao cũng là vì Tạ Hồng Mai, anh sẽ không thua. Một người không được thì hai người, được, đến đi. Hôm nay tôi sẽ một mình khiêu chiến với cả Hà họ Tạ, xem mấy người rốt cuộc mạnh đến đâu, cái gọi là thập đại gia tộc của thủ đô liệu có phải là hư danh thôi không? Tạ Giang Hoài chỉ muốn đích thân lên trận, đương nhiên ông ta không phải đối thủ của Tần Lâm. Thằng nhãi, cậu tới số rồi, hôm nay, cho dù Hồng Mai có đứng ra bảo vệ cậu, nhưng bố tôi đã ra tay thì cậu chỉ còn đường chết. Không cần nhiều lời, chú hai, chú ra tay cùng tôi. Khụ khụ khụ. Lần này, vết thương của ông ta vô cùng nặng, ban đầu còn tự tin tràn trề, nhưng sau khi bị Tần Lâm đánh trọng thương, hai cao thủ huyết mạch đã không thể đánh thắng Tần Lâm, đúng là quá mất mặt, mặt mũi nhà họ Tạ mất hết rồi. Cái gọi là thập đại gia tộc của thủ đô, lúc này, như Tạ Trường Hà thấy, dường như chỉ là trò cười thôi, thực lực của tên Tần Lâm này có thể đánh bại cả nhà họ Tạ, mất mặt quá, sau này, chắc nhà họ Tạ khó có chỗ đứng rồi. Nhà họ Tạ cũng chỉ đến thế mà thôi. Tần Lâm ung dung mà nói, lúc này sắc mặt người nhà họ Tạ vô cùng khó coi, không ai ngờ Tần Lâm có thể đánh bại cả nhà họ Tạ,
khiến cho bậc tiền bối trong nhà bị rơi xuống thế yếu, đường đường là thập đại gia tộc của thủ đô nhưng lại không đỡ được nổi một đòn. Tạ Trường Hà tức suýt vẹo mồm, nhưng ai bảo ông ta thua chứ? Nhà họ Tạ đại bại trước Tần Lâm, thể diện của gia tộc cũng mất sạch. Hay hay hay, thú vị lắm, rất đặc sắc. Tưởng Vân Đài cười ha ha mà nói, người nhà họ Tạ càng xấu hổ đến mức không có chỗ dung thân. Có vẻ như, Tạ Hồng Mai nhìn không lầm người, anh đúng là có thể khiến cho người nhà họ Tạ bó tay chịu trói, mạnh mẽ như này cũng khiến tôi nể phục, không biết sư phụ của anh là ai. Tưởng Vân Đài hơi cười, trong mắt anh ta, Tần Lâm nhất định không thể tự học được, trẻ tuổi mà có thực lực kinh khủng thế này, sư phụ nhất định là người trong giới. Tần Lâm nhìn Tưởng Vân Đài. Không môn không phái, một thân một mình, muốn chơi, tôi chiều anh đến cùng. Tưởng Vân Đài nổi giận, trận chiến này anh ta không thể thua được, dù người nhà họ Tạ thua nhưng không có nghĩa anh ta sẽ thua. Nếu như hôm nay mình cứ đi như vậy, chẳng phải sẽ khiến nhà họ Tưởng trở thành trò đùa cho thiên hạ sao? Mình đến cầu hôn chứ đâu phải đến để xem Tần Lâm giả bộ, vậy nên Tưởng Vân Đài đã hạ quyết định từ lâu rồi, anh ta nhất định phải sống mái với Tần Lâm một trận. Nhà họ Tạ không đánh lại, mấy nhà họ Tưởng tôi liền làm một trận, hơn nữa Tần Lâm không có chỗ dựa, thế thì anh ta sợ gì chứ? Đằng sau anh ta ngoài nhà họ Tưởng ra còn có sư phụ, cả cái thủ đô này, bây giờ anh ta đang lại anh công tử số một số hai mà, thái tử gia của thủ đô, cũng chỉ như vậy thôi. Tưởng Vân Đài nhìn Tần Lâm, mỉm cười nhưng khí thế không hề giảm, ẩn sâu trong đó là toan tính. Người phụ nữ mà ông đây thích, không ai cướp được hết. Vừa hay, không ai cướp khỏi tay tôi người phụ nữ tôi thích được, Tạ Hồng Mai là người phụ nữ của tôi, anh muốn động vào cô ấy phải bước qua xác tôi đã, tôi không quan tâm anh là người của thập đại gia tộc hay là cái chó gì, trong mắt Tần Lâm tôi, không có chuyện nể mặt ai cả, trời số 1, đất số 2, tôi số 3. Không phục thì ra tay đi. Tần Lâm vô cùng ngang ngược, mặt đối mặt với Tưởng Vân Đài. Lúc này người nhà họ Tạ cũng thấy được. Sự yêu thích của Tưởng Vân Đài với Tạ Hồng Mai, cho dù là vì tức giận, hay vì thể diện của nhà họ Tưởng thì đều không thể nghi ngờ. Nói tóm lại, Tưởng Vân Đài muốn làm một trận với Tần Lâm. Tưởng thiếu gia, nhà họ Tạ chúng tôi vô năng, để cậu chịu khổ rồi. Tạ Trường Hà xấu hổ nói, liên tục nhìn Tưởng Vân Đài, ông ta chỉ hy vọng Tưởng Vân Đài có thể ra tay, đè bẹp Tần Lâm, vừa có thể giúp nhà họ Tạ lấy lại thể diện vừa có thể thành công liên hôn giữa hai gia đình. Một mũi tên chúng hai đích. Còn bọn họ thực sự không có năng lực, đánh cũng đánh không lại, mặt mũi của nhà họ Tạ mất hết rồi. Tưởng Vân Đài lạnh lùng hừ một tiếng. Một đám không có tiền đồ, không ai cướp được người phụ nữ của tôi. Tôi cho anh một cơ hội, cút khỏi nhà họ Tạ, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như anh cứ cố chấp muốn ra tay với tôi thì đừng trách tôi vô tình. Nhà họ Tưởng tôi không cùng đẳng cấp với nhà họ Tạ đâu, không dễ đối phó vậy đâu. Người nhà họ Tạ toát mồ hôi hột, nhưng điều Tưởng Vân Đài nói là sự thật, không thể phản bác. Tần Lâm thản nhiên như không. Cơ hội mà anh cho tôi không cần, Tạ Hồng Mai là người phụ nữ của tôi chỉ nói một lần, cho dù ai có tán thành, ai phản đối thì cũng không có tác dụng, không phục sao. Thế thì tôi sẽ đánh anh đến khi phục mới thôi. Tưởng Vân Đài lạnh lùng nhìn Tần Lâm, đằng đằng sát khí. Cũng tốt, không khiến anh mở rộng tầm mắt. Anh còn nghĩ thủ đô này không có cao thủ, hôm nay tôi sẽ phá lệ một lần, tiễn anh đi Tây Thiên, anh cứ ngông cuồng đi, anh sắp chết rồi đấy. Chết trong tay tôi, cho dù khi đến âm tào địa phủ, anh cũng có thể ngẩng cao đầu. Tưởng Vân Đài và Tần Lâm bốn mắt nhìn nhau, chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến giữa hai người là điều tất yếu phải diễn ra. Tiểu Lâm, anh không cần đấu với anh ta. Tạ Hồng Mai hơi lo lắng. Cần phải biết sư phụ của Tưởng Vân Đài là cao thủ bảng hổ, nên đồ đệ sao có thể kém được. Lúc trước ở trên núi Côn Luân đúng là Tân Đại Sư đã đánh bại không ít cao thủ nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc anh có thể hoành hành ngang ngược được. Nước ở thủ đô tương đối sâu, quan trọng là cao thủ bảng hổ đứng sau Tưởng Vân Đài gây uy hiếp thực sự lớn, hơn nữa thực lực của Tưởng Vân Đài nhất định rất mạnh, được cao thủ bảng hổ coi trọng, được coi là thiên tài trong top 3 của thập đại gia tộc, không thể coi thường thực lực của anh ta. Tạ Hồng Mai sợ Tần Lâm đánh không lại Tưởng Vân Đài, cho dù có đánh thắng Tưởng Vân Đài thì vẫn phải đối diện với cao thủ bảng hổ đứng sau, thế thì tính mạng sẽ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Sự uy nghiêm của nhà họ Tưởng, không thể xâm phạm. Rác rưởi, cút cho tôi.
Tưởng Vân Đài mạnh mẽ lao lên, càng đánh càng hăng, vậy nên nhất định phải đánh bại Tần Lâm ngay và luôn mới cho thể nắm vững phần thắng. Đây là điều sư phụ đã dạy, kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm của cao thủ bảng hổ với Tưởng Vân Đài mà nói chính là tài sản quý báu. Hai mắt Tưởng Vân Đài lạnh lùng, nắm đấm siết chặt, thế tựa chớp giật sấm rền, nghiền nát đối phương. Tần Lâm cũng không hề sơ suất, hai nắm đấm giao nhau, sức mạnh vô cùng lớn, không ai chịu nhường ai. Tạ Hồng Mai đứng bên cạnh vô cùng hốt hoảng, cuộc chiến với Tưởng Vân Đài này, dù thắng hay thua thì e là Tần Đại Sư đã quyết tâm kết thù với nhà họ Tưởng, sau này chắc chắn sẽ không dễ sống. Nhưng người nhà họ Tạ ở bên cạnh thì vô cùng phấn khích. Không hổ là đệ tử của cao thủ bảng hổ, Tưởng thiếu quả thật lợi hại quá. Tưởng thiếu thắng chắc rồi. Một tên nhà quê mà cũng dám so chiêu với Tưởng thiếu à, đúng là muốn chết. Ha ha ha, Tưởng thiếu bất khả chiến bại. Mọi người bên cạnh thi nhau cổ vũ cho Tưởng Vân Đài, nhưng họ chưa kịp nói xong thì Tưởng Vân Đài đã rơi vào thế yếu, nắm đấm của Tần Lâm cứng như sắt, đánh cho Tưởng Vân Đài sắc mặt tái mét, không ngừng lui về sau, cuối cùng đành phải lui về giữa sảnh lớn. Người nhà họ Tạ cũng kinh hãi, tên khốn này sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ Tưởng thiếu cũng phải thua à? Nếu Tưởng thiếu bị đánh bại thì không hay rồi, nhà bọn họ cũng không thoát nổi liên quan, khó thoát được cơn tức giận của nhà họ Tưởng. Tưởng Vân Đài nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy không cam lòng, anh ta không thể thua, đây là việc liên quan đến thể diện nhà họ Tưởng, cũng như quyết định bản thân anh ta có thể ôm người đẹp về hay không. Tần Lâm chỉ là một tên vô danh. Dựa vào đâu mà đòi cướp người phụ nữ của anh ta chứ? Nếu thua thật, anh ta sẽ trở thành trò cười của cả thủ đô. Không thể chịu đựng được. Tưởng Vân Đài tay đấm chân đá, mạnh mẽ vang dội, anh ta là cao thủ huyết mạch, khí thế lại vô cùng dữ dội, mấy ông già nhà họ Tạ chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng dù vậy, dưới sự tấn công điên cuồng của Tần Lâm, anh ta vẫn có vẻ rất bị động. Tần Lâm bình tĩnh không chút nao núng, thong thả đi đến trước mặt anh ta. Tên Tưởng Vân Đài này quả thực mạnh hơn ba ông già họ ta, nhưng có tác dụng gì chứ? Hiện giờ cao thủ huyết mạch đã không đủ tầm nữa rồi. Lâm tự quyết cửu tự chân ngôn. Vẻ mặt Tần Tuấn nghiêm nghị, ấn quyết kết hợp, một trường tung ra, ấn quyết thay đổi như minh vương bất động, ấn quyết tưởng chừng đơn giản này đánh vào thân thể Tưởng Vân Đài, khiến anh ta chấn động lui lại mười mấy bước, sắc mắt anh ta tái mét, muốn đứng vững nhưng cuối cùng vẫn bị ngã xuống. Bất động minh vương ấn gần như khiến nội tạng trong cơ thể anh ta bị thương ở các mức độ khác nhau. Một ấn này khiến Tưởng Vân Đài ngây ngốc hoàn toàn, phun ra một ngụm máu tươi, tim đập loạn xạ, suýt chút nữa bị Tần Lâm giết chết, có đáng không? Thực lực của tên này quả thực không thể coi thường, Tưởng Vân Đài tuy không cam tâm, nhưng cũng phải thừa nhận anh ta không phải là đối thủ của Tần Lâm. Anh ta thua rồi, nhiều năm nay, anh ta là thiên tài của thế hệ trẻ tuổi. Không ai có thể so với anh ta, tên Tần Lâm này là người đầu tiên, hơn nữa còn trực tiếp nghiền nát anh ta, thực lực thế này hoàn toàn đè bẹp anh ta. Sao có thể chứ? Tạ Trường Hà cũng không thể tin được, Tưởng Vân Đài đại thiếu gia nhà họ Tưởng là một trong những thái tử số một số hai thủ đô, còn là đệ tử yêu quý của cao thủ bảng hổ, thế mà lại thua thật rồi. Sao có thể chứ? Xem ra, nhà họ Tưởng cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi. Kém cỏi như vậy mà dám tự xưng là một trong 10 đại gia tộc, các người đúng là không biết xấu hổ, hiện giờ còn muốn tranh phụ nữ với tôi. Tần Lâm giễu cợt nói, sắc mặt Tưởng Vân Đài tái nhợt, nhưng phải công nhận anh ta đã bị đánh thua tan tác, đây là điều không thể phủ nhận. Rác rưởi đúng là rác rưởi. Bây giờ anh biết mình không xứng với Hồng Mai rồi chứ, có tôi ở đây, anh đừng mơ chạm đến một đầu ngón tay của Hồng Mai, muốn dùng thế lực chèn ép người khác cơ à. Anh xứng chắc, cho dù là gia chủ nhà họ Tưởng đứng đây thì cũng đừng mong tôi cúi đầu. Tôi chưa từng thấy một người thua mà vẫn có thể tự tin như vậy, đến đi, tôi sẽ chờ. Lời nói của Tần Lâm khiến sắc mặt của Tạ Hồng Mai sa sầm lại, nhất thời có chút nóng nảy. Anh điên rồi, chúng ta mau đi thôi Tần Lâm, anh có biết cao thủ bảng hổ mạnh mẽ, đáng sợ cỡ nào không? Cao thủ bảng hổ có ai không phải cấp bậc thần tiên chứ? Không ngoa khi nói. Thực lực của bọn họ có thể lấy một địch 100, thậm chí cả một đội quân hơn 1000 người cũng không thể làm gì bọn họ. Những người bình thường như chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được thực lực của cao thủ đẳng cấp như vậy. Mặc dù cao thủ huyết mạch rất mạnh, nhưng cao thủ bảng hổ chính là tồn tại trên đỉnh hàng tỷ người. Có thể thấy, Tạ Hồng Mai hiểu rất rõ thực lực và uy lực của cao thủ bảng hổ, nên không thể bình tĩnh như Tần Lâm.
Tưởng Vân Đài nói rằng sư phụ của anh ta đang ở thủ đô, điều đó có nghĩa là cao thủ bảng hổ có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi muốn xem thử cao thủ bảng hổ lợi hại đến cỡ nào. Tần Lâm lãnh đạm nói. Không biết trời cao đất dày, ha ha ha, Tạ Hồng Mai, cô nhìn thấy chưa? Anh ta nói muốn xem cao thủ bảng hổ lợi hại như thế nào, vậy thì tôi phải thỏa mãn anh ta rồi. Tưởng Vân Đài cười ha hả, cao thủ bảng hổ mà anh nói muốn gặp là gặp được à? Nếu không phải hôm nay anh ta bị đánh bại thì anh ta chắc chắn sẽ không gọi điện thoại quấy rầy sư phụ. Alo, sư phụ, con đang ở nhà họ Tạ, con bị người ta đánh, sư phụ mau đến đây một chuyến, đối phương nói người không phải đối thủ anh ta, nếu người đến muộn thì chắc con sẽ xong đời. Sau khi cúp máy, Tưởng Vân Đài tràn đầy tự tin, không cần nhà họ Tưởng ra tay, một mình sư phụ cũng đủ giết chết Tần Lâm rồi. Anh ta tuy rằng không muốn quấy rầy sư phụ, nhưng xem ra nếu không gọi sư phụ đến thì không được rồi, tên Tần Lâm này quá kiêu ngạo, anh ta không thể nuốt trôi cục tức này. Chúng ta mau đi thôi Tần Lâm, anh không phải đối thủ của cao thủ bảng hổ đâu, anh ở lại đây thật sự quá nguy hiểm. Tạ Hồng Mai không ngờ Tưởng Vân Đài gọi cao thủ bảng hổ đến thật, đó là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp võ đạo Hoa Hạ, là cao thủ tuyệt thế thật sự, thường đều là những thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp cao thủ bảng hổ, quả thực khó như lên trời. Nhưng cũng chính vì thế mà khi cao thủ bảng hổ ra tay liền như sấm dậy rền vang, chấn động đất trời. Tưởng Vân Đài là người cao thủ bảng hổ xem trọng, cao thủ bảng hổ chắc chắn sẽ không để đồ đệ của mình bị người khác bắt nạt. Lúc trước, cô từng có may mắn gặp một cao thủ bảng hổ, đó là cao thủ đội trưởng của 8 đội biệt kích bọn họ mời đến để đối phó với thế lực khiêu khích nước Hoa. Cao thủ bảng hổ đó như thần tiên hạ phàm, một mình giết chết hàng trăm tên nước Hoa. Đúng là sự kết hợp giữa ác ma và thần tiên, bọn họ mãi mãi không thể quên cảnh tượng đó. Cao thủ bảng hổ mạnh mẽ kinh người, người thường khó có thể bì kịp. Đắc tội với cao thủ bảng hổ, chỉ có một con đường chết. Cao thủ bảng hổ không dễ gặp đâu, đi cái gì mà đi, anh phải nhìn cho kỹ, Tưởng thiếu đã mời cao thủ bảng hổ đến đây rồi, nếu chúng ta rời đi thì bất lịch sự quá. Tần Lâm mỉm cười. Quả nhiên là có phong độ, Tần Lâm. Anh khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác đó, nhưng cái mạng nhỏ của anh sắp không còn rồi. Anh tưởng cao thủ bảng hổ là bà bán rau ngoài chợ, muốn gặp là gặp được chắc. Muốn gặp cao thủ bảng hổ, bắt buộc phải trả giá đắt. Tưởng Vân Đài cười ha hả nói, tên này ngu ngốc thật, biết rõ sư phụ anh ta sắp đến rồi mà còn không mau chạy đi. Còn muốn chiêm ngưỡng phong thái của cao thủ bảng hổ, đúng là muốn chết ngăn không nổi mà. Cao thủ bảng hổ sắp đến nhà họ Tạ chúng tôi sao? Đúng là rồng đến nhà tôm, vinh hạnh quá, Tưởng thiếu đúng là quá lợi hại. Tạ Trường Hà hưng phấn nói, cao thủ bảng hổ toàn là nhân vật trong truyền thuyết, ông ta không dám nghĩ đến. Nếu trong đời có thể nhìn thấy cao thủ bảng hổ một lần thì tôi đây cho dù có chết cũng nhắm mắt. Tạ Giang Hoài vẻ mặt hưng phấn nói, nếu là trước kia, cao thủ bảng hổ tuyệt đối không thể xuất hiện tại nhà họ Tạ. Tần Lâm, sao anh không nghe lời như vậy? Lần này đều là tại em, anh đừng cố chấp nữa được không? Cao thủ bảng hổ đến thì chúng ta chạy không nổi đâu. Tạ Hồng Mai sốt ruột nói. Tần Lâm, anh muốn xem phong thái của cao thủ bảng hổ mà, không thể chạy đâu đấy nhé. Tưởng Vân Đài chế nhạo nói, hiện tại anh ta chỉ sợ Tần Lâm bỏ chạy, nhưng nếu sư phụ thật sự muốn giết Tần Lâm, thì dù có chạy đến chân trời góc bể cũng vô ích. Chạy gì mà chạy, như vậy chẳng phải thiếu tôn trọng cao thủ bảng hổ sao? Anh không muốn đâm chọt sau lưng người khác, cao thủ người ta đã đặc biệt đến đây, nếu anh đi thì thất lễ quá, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây chiêm ngưỡng phong thái của cao thủ bảng hổ. Tạ Hồng Mai đau khổ khuyên ngăn Tần Lâm, nhưng đối phương vẫn thờ ơ, sự cố chấp của anh khiến Tạ Hồng Mai dở khóc dở cười. Không sao, anh xem thử chút thôi. Tần Lâm nói. Tạ Hồng Mai cảm thấy huyết áp của mình đang tăng cao, nhìn kìa, đây là lời con người nên nói à. Anh tưởng cao thủ bảng hổ là con hổ trong vườn bách thú chắc. Anh nói xem là xem à. Người ta hiện giờ đang nhằm vào anh đó, anh chắc chắn sẽ phải trả cái giá rất đắt. Một tên kiêu ngạo và tự phụ, chút nữa anh sẽ biết bản thân sống trên đời này là một chuyện xa xỉ cỡ nào. Anh muốn nhìn cao thủ bảng hổ thì phải trả giá bằng mạng sống. Rầm. Một tiếng động đinh tai chói óc vang lên, cổng nhà họ Tạ trực tiếp bị đá nát văng xuống đất, khiến tất cả mọi người bị sốc. Nhất là Tạ Trường Hà, sắc mặt biến đổi, không thể tin được,
đó là cánh cổng gỗ nguyên chất có lịch sử hơn 20 năm mà ông ta đã chi hàng triệu nhân dân tệ để thiết kế riêng, vô cùng cứng cáp, và lại nó còn dày tận 20cm, không ngờ bị đá nát chỉ bằng một cú đá. Cao thủ bảng hổ. Xem ra cao thủ bảng hổ đến thật rồi. Làm gì có người bình thường nào đá vỡ được cánh cổng như thế chứ? Tất cả người nhà họ Tạ đều sửng sốt, kinh ngạc, không có ai dám nói lời nào, nhìn ra phía cổng, cánh cổng bị đá nát, xung quanh bụi bay mịt mù. Sư phụ, người đã tới rồi. Khuôn mặt Tưởng Vân Đài vô cùng kích động, cuối cùng thì cơn tức giận của anh ta sắp được xả rồi. Cao thủ bảng hổ ra sân đúng là không tầm thường, Tạ Hồng Mai đã cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của đối phương, cô căn bản không có khả năng chống trả, loại áp bức đó khiến cô cảm thấy khó thở. Đây chính là cao thủ bảng hổ, mạnh mẽ như hổ, cho người ta cảm giác không gì sánh được. Mặc dù bóng hình ấy bước ra từ đám bụi mù mịt, nhưng cảnh tượng ngoạn mục đó vẫn không thay đổi. Không chỉ mình Tạ Hồng Mai, cả nhà họ Tạ đều cảm thấy áp lực, đám người Tạ Trường Hà và Tạ Giang Hoài im lặng quan sát, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Sư phụ, tiếng gọi của Tưởng Vân Đài đã phá vỡ hoàn toàn sự bình tĩnh trong lòng Tạ Hồng Mai, cao thủ bảng hổ đến rồi. Tình thế của Tần đại sư càng thêm nguy hiểm. Nhưng Tạ Hồng Mai đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, trận đấu này cô cho dù phải liều mạng cũng nhất định sẽ bảo vệ Tần đại sư an toàn rời đi. Cao thủ bảng hổ, xem ra trận chiến này ác liệt đấy. Tần Lâm cười ha hả nói, đến khi lớp bụi mù tan đi, một bóng người to lớn xuất hiện. Mái tóc dài, bộ râu xồm xoàm, ánh mắt sắc lẹm và cơ bắp cuồn cuộn đáng sợ, như một cỗ máy có sức mạnh vô biên. Cao thủ bảng hổ mạnh thật đấy, người bình thường chúng ta không thể sánh bằng. Tạ Trường Hà cảm thán, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi và hưng phấn, bao nhiêu năm qua, cao thủ bảng hổ luôn là nhân vật truyền kỳ trong giới võ đạo, rất khó để gặp được những nhân vật như vậy. Nhưng hôm nay, đại thiếu gia nhà họ Tưởng vậy mà lại mời cao thủ bảng hổ đến nhà họ Tạ, đây là vinh hạnh của nhà bọn họ. Sư phụ, người đã đến rồi, chính là anh ta, Tần Lâm. Anh ta muốn giết con. Còn nói trong mắt anh ta, người chẳng là cái thá gì, căn bản không xứng làm cao thủ bảng hổ. Tên đó quả thực quá kiêu căng ngạo mạn, con vốn muốn đấu một trận sống chết với anh ta, nhưng không ngờ thực lực của anh ta quá mạnh, vì thế con chỉ đành mời người xuống núi. Tưởng Vân Đài nói với gương mặt kiêu ngạo, trốn sau lưng cao thủ bảng hổ, dáng vẻ cáo mượn oai hùng khiến Tần Lâm không nhịn được bật cười. Anh còn cười, lúc này mà anh vẫn còn cười được. Tần đại sư, anh to gan thật đấy. Đúng thế, mọi người đều có thể làm chứng, tiền bối, cậu ta coi thường cao thủ bảng hổ, loại người ngông cuồng tự cao tự đại như vậy phải mau giết ngăn không cho đẻ trứng. Vẻ mặt Tạ Giang Hoài ngưng trọng, ánh mắt kinh hoàng, cao thủ bảng hổ thong dong tự tại, mỗi một động tác đều khiến bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Hôm nay có thể gặp được tiền bối bảng hổ, quả thật là phúc ba đời nhà họ Tạ chúng tôi, cả nhà chúng tôi hoan nghênh tiền bối. Tạ Trường Hoài hơi cúi eo. Người nhà họ Hạ khác cũng không dám lơ là, tất cả đều kinh sợ trước cao thủ bảng hổ. Sư phụ, hôm nay người phải xả cơn tức cho con, anh ta dám nói con là rác, loại người này, đúng là chết không đáng tiếc. Tưởng Vân Đài đổ thêm dầu vào lửa, chỉ mong sư phụ sẽ ngay lập tức giết chết tên khốn Tần Lâm này. Cậu ấy nói đúng, cậu đúng là rác rưởi. Cao thủ bảng hổ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Bởi vì ông ta chính là hạng 8 bảng hổ từng thua Tần Lâm hiệp khách dâu xồm, tiêu tác. Há! Tưởng Vân Đài hoàn toàn sững sờ, sư phụ làm sao vậy? Sư phụ thế mà lại nói thế với anh ta không thể hiểu nổi. Sư phụ đang cười tên Tần Lâm không biết trời cao đất dày, giờ này còn đang cười chế nhạo. Sư phụ, người thấy rồi chứ, một người kiêu ngạo tự phụ như thế phải bị trừng trị nghiêm khắc. Tưởng Vân Đài vẻ mặt nghiêm túc. Hung ác nhìn Tần Lâm. Ông xem kìa, cậu ta coi tiền bối là gì chứ? Tần Lâm, cậu đúng là không biết tốt xấu, nếu con gái tôi sau này lấy một tên rác rưởi như cậu thì sớm muộn cũng bị cậu chọc cho tức chết. Tạ Giang Hoài cũng tức quá hóa cười, không ngờ Tần Lâm sau khi gặp được cao thủ bảng hổ vẫn bình tĩnh như vậy, không biết là cố ý giả bộ hay là anh tự tin đến thế. Đúng, loại rác rưởi như cậu căn bản không xứng bước vào cổng nhà họ Tạ. Trước mặt cao thủ bảng hổ mà cậu vẫn kiêu căng như vậy, Tần Lâm, xem ra hôm nay cậu chết chắc rồi. Tạ Trường Hà lạnh lùng nói, hoàn toàn không coi Tần Lâm ra gì, tên nhóc này đúng là chết chưa hết tội. Tạ Hồng Mai, cháu còn không mau lăn qua đây, chút nữa tiền bối ra tay,
cẩn thận cháu cũng bị dính đòn đó, đến lúc đấy có kêu trời kêu đất cũng vô ích. Tạ Giang Trường tức giận mắng chửi. Dù có phải chết, cháu cũng sẽ không bao giờ đi cùng mọi người, Tần Lâm ở đâu thì cháu ở đó. Vẻ mặt Tạ Hồng Mai lạnh lùng, mặc dù Tần Lâm cố chấp, dù cô có nói thế nào anh cũng không nghe, nhưng mọi chuyện đều do cô mà ra, nếu lúc này cô bỏ mặc Tần Lâm, đứng về phía nhà họ Tạ, thì cô có còn là con người không? Quỳ xuống cho ta. Tiêu Tác tức giận hét lên, vẻ mặt vô cùng u ám. Tần Lâm, còn không mau quỳ xuống. Sư phụ tôi bảo anh quỳ xuống kìa, muốn chết toàn thây thì tôi khuyên anh nên sớm quay đầu là bờ, quỳ xuống đi. Không ngờ tên nghịch đồ cậu lại đắc tội với Tần Đại Sư. Lúc trước, ngay cả ta cũng thua trước Tần Đại Sư, mà cậu lại dám kiêu căng như thế. Đúng là không biết lượng sức mình, cậu khiến ta quá thất vọng. Lời nói của Tiêu Tác khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, không thể tin được, Tần Lâm vậy mà đánh thắng cả cao thủ bảng hổ, tin tức này quả thật giống như bom nguyên tử, chấn động bốn phương, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ và tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Tạ Hồng Mai cũng không phải ngoại lệ, sao cô ngờ được ngay cả cao thủ bảng hổ cũng là bại tướng dưới tay Tần Đại Sư chứ? Thật, không thể ngờ. Tần Đại Sư lại có thể đạt được công phu thâm hậu như thế. Thế giới này thực sự quá điên cuồng rồi. Tạ Hồng Mai vốn hy vọng Tần Đại Sư mau rời đi, lo cao thủ bảng hổ sẽ giết anh. Bây giờ có vẻ như không phải Tần Đại Sư ngông cuồng kiêu ngạo mà là thực lực của anh quá mạnh nên anh không quan tâm đến kẻ khác. Đây là ngang ngạnh, là tự tin. Chuyện xuyên nhanh. Cao thủ bảng hổ hiệp khách râu sồm vẫn phải cúi đầu trước Tần Đại Sư, còn tưởng Vân Đài vốn kiêu ngạo coi trời bằng vung, giờ trở thành thằng nhóc 3 tuổi, bị Tiêu Tác chửi mắng một trận liền sững người. Sư phụ bại dưới tay một tên vô danh tiểu tốt sao? Trước đây sao mình chưa nghe đến sự tồn tại của Tần Lâm chứ? Có thể đánh bại được cao thủ bảng hổ thì sao có thể vô danh được? Nhưng tất cả điều này là sự thật, sư phụ của mình sao có thể đem thanh danh của mình ra làm trò đùa chứ? Nhất là bọn họ đều là những cao thủ thật sự, sợ lông cánh của mình bị người khác vặt, nhưng sư phụ đã nói như vậy thì sao sai được? Sư phụ, con sai rồi, xin người tha cho con lần này đi sư phụ. Con sai rồi. Tưởng Vân Đài quỳ xuống đất, dập đầu trước sư phụ, trước Tần Lâm, ti tiện hơn cả một con côn trùng vậy. Bốp bốp bốp. Đầu Tưởng Vân Đài tóe máu, đắc tội Tần Đại Sư, anh ta biết tình cảnh bây giờ của mình vô cùng nguy hiểm. Cao thủ bảng hổ mà nổi giận thì kinh khủng lắm, cho dù có là nhà họ Tưởng chắc cũng không thể ung dung xử lý được, tổn thương gân cốt là chuyện bình thường. Tưởng Vân Đài không chịu nổi đống trách nhiệm này đâu. Trong số cao thủ bảng hổ, sư phụ là sự tồn tại vô cùng lợi hại, người nhà anh ta biết anh ta bái được cao thủ bảng hổ làm thấy thì vui muốn chết. Ngày mai nhà họ Tưởng vốn định tổ chức buổi tiệc cảm ơn cho Tiêu Tác, mời không ít người nổi tiếng của thủ đô đến, Tiêu Tác cũng đồng ý sẽ đến, để vô số người được chiêm ngưỡng phong phạm của cao thủ bảng hổ, uy danh của nhà họ Tưởng cũng sẽ được lên một tầng cao mới. Cao thủ bảng hổ là sự tồn tại khiến người đời kính nể, cao thủ nằm trên đỉnh cao của võ thuật hoa hạ. Danh tiếng của bọn họ có thể khiến vô vàn người khiếp sợ. Nhà họ Tưởng nhân cơ hội này để khiến những gia tộc lớn của thủ đô khiếp sợ, để địa vị của nhà họ Tưởng vững chắc hơn, thậm chí có thể trở thành kẻ dẫn đầu trong thập đại gia tộc, tất cả những điều này đều là nhờ vào việc bái được sư phụ tốt. Nhưng bây giờ, Tưởng Vân Đài sững sờ rồi, bởi vì chuyện này, sư phụ liệu sẽ tham gia tiệc cảm ơn vào ngày mai không? Có thể thấy được, sư phụ rất tôn trọng tên Tần Lâm này. Ngay cả cao thủ bảng hổ uy nghiêm như mãnh hổ, liệu tên này còn mạnh thế nào nữa? Vốn chẳng ai biết đến sự tồn tại của Tần Lâm, nhưng từ ngày hôm nay, anh nhất định sẽ nổi lên như cồn, ai ai cũng biết. Từ nay về sau, cậu đừng gọi tôi là sư phụ nữa, tôi không còn là sư phụ của cậu nữa, cậu cũng không còn là đồ đệ của tôi nữa, tôi nhất định phải nói rõ chuyện này với Tần Đại Sư, nếu không Tiêu Mỗ tôi sau này sao có chỗ đứng ở trên giang hồ chứ? Với Tưởng Vân Đài, lời Tiêu Tác không khác gì sấm sét giữa trời quang, đây chẳng phải đuổi anh ta ra khỏi sư môn sao? Sao có thể chứ? Mặt Tưởng Vân Đài xám như cho tàn, ôm chặt lấy đùi sư phụ, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nếu như sư phụ thực sự đuổi anh ta ra khỏi sư môn, thì anh ta sẽ bị chủ nhà họ Tưởng đánh chết mất, nhà họ Tưởng bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Nhà họ Tưởng mời được không ít người đến để chứng kiến sư phụ của Tưởng Vân Đài cao thủ bảng hổ. Nhưng bây giờ Tưởng Vân Đài cảm thấy vô cùng tồi tệ, sư phụ đuổi mình ra khỏi sư môn, nhà họ Tưởng bọn họ sẽ gặp họa mất,
mình cũng sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ. Sư phụ, con xin người sư phụ cho con một cơ hội đi ạ, con đảm bảo, sau này sẽ không gây phiền phức cho người đâu, con sai rồi, con sai thật rồi. Tưởng Vân Đài khóc lóc ỉ ôi, trông vô cùng thương tâm. Cút, bố vợ tương lai Tạ Giang Hoài mặt tái xanh, đây là con rể của tôi sao? Mình vốn có thể hoành hành ngang dọc ở thủ đô nhưng mình lại mắng rồi đuổi con rể đi, người ta có thể sánh vai với cao thủ bảng hổ, còn ông ta chẳng là cái thá gì. Đương nhiên, lúc này, người tuyệt vọng nhất vẫn là Tưởng Vân Đài, sư phụ nhất định sẽ không tha cho anh ta. Tạ Hồng Mai trịnh trọng tuyên bố. Từ nay trở về sau, tôi sống là người của Tần Đại Sư, chết là quỷ của Tần Đại Sư. Ông nội, sư phụ, hy vọng mọi người đừng quản con nữa. Tạ Trường Hà và Tạ Giang Hoài thầm cường gượng, con nói gì thì nó là thế, chúng tôi đâu có dám bảo không. Tần Lâm đi rồi, Tạ Hồng Mai cũng đi rồi, lúc này mặc dù nhà họ Tạ vẫn là những người ấy, nhưng trong mắt Tạ Trường Hà chỉ còn lại sự tuyệt vọng và cô đơn, điều này vốn là may mắn của nhà họ Tạ những giờ đã trở thành vật hy sinh, ngay cả Tạ Hồng Mai cũng không quan tâm đến họ nữa. Tạ Trường Hà như già đi mấy chục tuổi, như gỗ mục vậy. Nhà họ Tạ chẳng nhẽ lại thất bại như vậy sao? Vốn có thể một bước lên trời, nhưng cơ hội này thoáng cái đã mất, vượt khỏi tay ông ta, đây có lẽ sẽ là chuyện Tạ Trường Hà hối hận nhất đời. Nhà họ Tạ, thập đại gia tộc thủ đô, ha ha, như ông ta thấy chỉ là trò cười thôi, bây giờ không ai giúp được bọn họ nữa, ngay cả cao thủ bảng hổ cũng không thèm quan tâm, bọn họ còn tư cách gì để mà cầu xin Tạ Hồng Mai đây? Tạ Hồng Mai đi rồi, cô đem theo hy vọng của nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ ai cũng ôm đầu than thở. Tạ Giang Hoài nghiến răng nghiến lợi, thực sự không cam lòng, nhưng nghĩ đến việc mình sỉ nhục Tần Đại Sư đến vậy, đúng là đáng trách. Rời khỏi nhà họ Tạ, Tạ Hồng Mai cũng cảm thấy như chút được gánh nặng, mình cuối cùng cũng có thể từ bỏ nỗi lo hôn nhân Đại Sư rồi, nhưng cô ấy thật sự đã thấy được sự lợi hại của Tần Đại Sư. Cô ấy vốn vô cùng kiêu ngạo, cả cái thủ đô này đều như vậy, nhưng không ngờ bây giờ lại trở nên đê mê đến thế. Trong mắt Tần Đại Sư, mình chẳng qua chỉ là con hề nhảy nhót thôi, Tần Đại Sư đâu có coi trọng cái gọi là đội trưởng đội biệt kích phi hoàng đâu, cao thủ bảng hổ cũng chả là cái gì với anh, người như này thậm chí khó có thể dùng từ người để hình dung, mà phải dùng từ thần. Là vị thần thật sự. Tạ Hồng Mai cười gượng nói, mặc dù mình nhẹ cả người nhưng lại làm phiền Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, cảm ơn cậu, xấu hổ quá, đã khiến cậu gặp khó khăn rồi. Nhà họ Tạ chúng tôi đúng là khiến cậu cười chê rồi, tôi thực sự thấy ái ngại. Tần Lâm nói, không sao, không tốn chút sức nào, cũng chỉ tại tên Tưởng Vân Đài đó tức hiếp người ta, nếu như cô gả cho người như vậy, chẳng phải cả đời này của cô cũng bị hủy rồi sao? Tạ Hồng Mai hỏi, vậy tiếp theo Tần Đại Sư định làm gì? Cậu có muốn gia nhập đội biệt kích phi hoàng không? Tôi phải đến núi Côn Luân một chuyến. Tạ Hồng Mai kinh ngạc nói, tại sao? Cậu đến núi Côn Luân làm gì? Tôi có sứ mệnh của riêng mình. Tần Lâm cười gượng, anh không có lựa chọn nào khác, kể từ khi đến nhà tù Tần Thành gặp bố, trong lòng anh luôn đau đáu chuyện này, bố đã sắp xếp cục diện này hơn 20 năm, chắc cũng phải có người giải được nó. Còn anh lại là người trong cuộc, bố đã như vậy, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Mặc dù bây giờ anh không biết Phật Tổ Tận Thế có tác dụng gì, nhưng anh nhất định phải dùng sinh mạng mình để bảo vệ nó. Đây cũng là những lời bố đã nói với anh, cả đời này, thứ đáng để dùng sinh mạng để bảo vệ không nhiều. Bố, người phụ nữ trong lòng, anh em ở bên cạnh, còn cả Giang Sơn dưới chân mình. Phật Tổ Tận Thế vô cùng quan trọng, nó liên quan đến sự tồn vong của đất nước, thậm chí liên quan đến vận mệnh thay đổi nền văn minh, Tần Lâm không thể chậm trễ, bây giờ người trên cả thế giới đều đang tìm Phật Tổ Tận Thế, mà nó đang nằm trong tay mình. Chỉ có điều muốn thay đổi nền văn minh thì còn tốn nhiều thời gian lắm, một mình Phật Tổ Tận Thế trên tay mình là không đủ. Tần Đại Sư, tôi muốn cùng đến núi Côn Luân với cậu, được không? Ánh mắt Tần Lâm vô cùng nghiêm trọng, lần này anh đến, Trúc Linh Linh bận rộn vô cùng, sản nghiệp của nhà họ Trúc bây giờ càng ngày càng lớn. Hơn nữa một mình Trúc Linh Linh phải quản lý toàn bộ nhà họ Trúc, từ việc lớn đến việc nhỏ đều do đích thân cô lo liệu. Ngay cả khi Tần Lâm đến cũng chỉ nhìn cô từ xa chứ không làm phiền cô, bởi vì anh không muốn canh cánh tình yêu nam nữ trong lòng. Tần Lâm từng là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi anh biết sự tồn tại của bố mẹ, biết bí mật của nhiều cao thủ, biết cao thủ tuyệt thế bảng hổ bảng rồng,
anh không còn là anh thanh niên u mê như ngày nào nữa. Có người sống là để gánh vác trọng trách. Trên vai của bố đang gánh vác trọng trách như vậy, bỏ vợ bỏ con, 20 năm như một là vì kế hoạch lớn của nước nhà. Đợi anh, Linh Linh, anh nhất định sẽ trở về. Tạ Hồng Mai hỏi. Núi Côn Luân vô cùng lớn, dãy núi Côn Luân còn trải dài cả ngàn mét. Tần Đại Sư, lần này chúng ta sẽ đi đâu? Hay là đến địa điểm lúc trước từng giao đấu với người của tòa thánh? Tần Lâm nói. Sườn núi phía bắc dãy Côn Luân, thung lũng băng tách giãn. Đó chẳng phải là vùng đất chết sao? Nơi đó cách chỗ chúng ta giao chiến với cao thủ tòa thánh không xa, xung quanh băng tuyết che phủ, mà toàn là băng tuyết được hình thành từ cả triệu năm trước. Hơn nữa chỗ đó vô cùng lạnh, lạnh hơn những chỗ khác nhiều. Sườn núi phía bắc là vùng đất cao, bên dưới nó lại là thung lũng sông băng, mưa to bão bùng, năm nào cũng có. Lúc trước tôi từng nghiên cứu đại khái hình dạng bề mặt trái đất ở núi Côn Luân, nơi đó vô cùng nguy hiểm, băng tuyết tích tụ ở hai bên lòng chảo, lúc nào cũng có thể xảy ra lở tuyết. Hơn nữa ở đó sâu không thấy đáy, bên dưới thung lũng sông băng còn có thể sâu hơn nữa, một khi không cẩn thận trượt vào đó thì chắc chắn chết. Tạ Hồng Mai nghiêm túc nói, đây đều là những thứ cô từng nghiên cứu, chứ không phải mấy điều bịa đặt, Tần Lâm cũng đâu biết. Mặc dù anh không hiểu biết về địa hình của núi Côn Luân bằng Tạ Hồng Mai, nhưng anh hiểu rõ nơi đây ẩn giấu thứ gì đó kinh khủng. Tần Lâm nhún vai, cười nói. Hết cách rồi, món đồ tôi muốn tìm nằm ở đây, vậy nên tôi bắt buộc phải đến thung lũng băng tách giãn này. Dù anh đi đâu, tôi cũng sẽ đi cùng anh. Lời Tạ Hồng Mai khiến người ta nghĩ bậy bạ. Tần Lâm hơi ngượng ngùng, sau khi nói xong, Tạ Hồng Mai mới ý thức được lời mình nói, nhận ra nó hơi sai lệch, mặt liền đỏ bừng lên. Trong gió tuyết, Tần Lâm và Tạ Hồng Mai cố gắng tiến lên, cẩn thận vượt qua mấy đỉnh núi lớn, đi đến sườn núi phía bắc của núi Côn Luân. Nguy hiểm và cơ hội tồn tại song song với nhau, không ai biết, trong thung lũng băng tách giãn này rốt cuộc giấu cái gì, nó có ý nghĩa thế nào, dù là Tần Lâm cũng không biết, bởi vì năm đó bố đến đây. Nhưng không mở được cung điện băng Côn Luân, vậy nên anh mới phải quay lại đây. Theo như lời bố nói, cho dù mình tìm đến được đây cũng chưa chắc tìm được cách mở cung điện băng Côn Luân, tất cả còn cần chờ đợi cơ hội, chờ đợi một người giống như mình, đeo ngọc bội đến, thì mới có thể mở được cung điện băng Côn Luân, có điều lúc này Tần Lâm không nhìn thấy người đó xuất hiện. Dòng sông băng mênh mông trải dài cả nghìn mét, ngoại trừ anh và Tạ Hồng Mai ra, ở đây bát ngát mênh mông băng tuyết. Không có lấy một chút vết tích nào, huống chi là bóng người. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải đi xem thung lũng băng tách giãn xem có đúng như lời bố nói không, thung lũng băng tách giãn ở sườn núi phía bắc chính là nơi cung điện băng Côn Luân được đặt. Sau 20 năm, chắc thung lũng băng tách giãn xưa kia đã không còn tồn tại nữa, hoặc có thể đã trải qua sự thay đổi của vỏ trái đất, cái này không thể nói chắc chắn được, sợ nhất là bị gió tuyệt vô tận chắn đường đi tiếp, như thế thì khó có thể tiếp tục. Đến lúc đó, đừng nói đến cung điện băng Côn Luân, cho dù muốn rời đi cũng là chuyện không dễ dàng. Sau vô vàn nỗ lực, cố gắng tiến lên, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, cuối cùng cũng đến được thung lũng băng tách giãn mà bố nói. Con sông băng trải dài ngàn dặm, thung lũng tách giãn lớn xuất hiện trước mắt họ, vô cùng lớn, vô cùng hoành tráng, hơn nữa bốn bề đều là vách đá dựng thẳng đứng, không hề có lối đi. Thằng ngu cũng có thể thấy được. Mấy dấu chân này chắc cũng chỉ mới mấy phút trước thôi. Nicholas dêm ngượng ngùng, nhưng không nói lại, Laliza đối xử với ai cũng lạnh lùng, ác khẩu như vậy, chẳng nể anh ta chút nào. Có điều người ta là công chúa của Atlantis, còn anh ta chỉ là người dân bình thường thôi, thân phận địa vị cách biệt rõ rệt, khoảng cách giữa hai người không thể so sánh nổi. Nếu như mình không dựa vào thực lực và thiên phú, từng bước đi đến ngày hôm nay, trở thành dũng sĩ số một Atlantis, anh ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở cùng công chúa Laliza, càng không có thân phận địa vị như ngày nay, nhưng hôm nay bọn họ cũng chẳng được coi là thực sự ở bên nhau, ít nhất phải đợi đến khi nữ hoàng bổ nhiệm mới được. Anh ta bây giờ chẳng qua chỉ là đệ nhất dũng sĩ của Atlantis thôi, thực lực mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc địa vị không thể bị dao động. Chỉ khi anh ta trở thành phò mã thì thân phận mới được đảm bảo. Laliza là giấc mộng cả đời của anh ta. Núi lớn hùng vĩ, tuyết dày miên man, sông băng vạn trượng, miên man ngút ngàn, bão tuyết điên cuồng, không hề ngừng lại, núi băng nơi đây giống như một chiến thần cái thế vô song, khiến bạn không có sức để chống lại. Sức lực con người có hạn. Cho dù có mạnh đến đâu, cũng có lúc không thể làm được,
đối mặt với núi tuyết vô cùng vô tận, sông băng trải dài ngút ngàn, ai mà chẳng lộ vẻ xúc động. Tần Lâm và Tạ Hồng Mai vô cùng cẩn thận, chuẩn bị đi vào sâu trong thung lũng, nhưng nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu không nhỡ may không cẩn thận thì sẽ tan xác ngay, trở thành băng tuyết vạn năm nơi đây, an giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh. Tần Lâm quay đầu nhìn, ngoại trừ gió tuyết miên man, anh còn cảm nhận được có người đang đi theo mình. Có người, sao tôi không cảm thấy gì? Tạ Hồng Mai nhìn Tần Lâm, quay đầu lại nhìn, ngoại trừ bão tuyết mịt mù ra chẳng có gì cả, bão tuyết lớn quá, chưa từng ngừng lại, thổi vù vù, khiến người ta rét lạnh, sợ hãi, cho dù là cô cũng phải mặc áo bông thật dày mới chống chọi được sự rét lạnh này. Có thể là tôi nghe nhầm. Tần Lâm trầm ngâm nói, có điều lúc này, Tần Lâm lắc đầu, có thể là vì dạo này anh mệt mỏi quá, nên thành ra quá thận trọng trong núi Côn Luân này. Xoạt xoạt, một tiếng động vô cùng nhỏ vang lên, nó xuất hiện xung quanh Tần Lâm, mặc dù rất nhỏ nhưng đã bị Tần Lâm nghe thấy, anh không nghe nhầm, có người đi theo, hơn nữa còn là cao thủ rất mạnh. Tiếng động xoạt xoạt nhỏ bé này là tiếng rút kiếm khỏi vỏ, là một bóng kiếm từ xa lao đến. Cút, Tần Lâm gầm lên, hai quyền tạo thành hình chữ thập, lập tức quay người, đối mặt với trường kiếm đột nhiên phóng đến từ phía sau, kẹp chặt nó lại. Hai tay Tần Lâm kẹp trường kiếm lại, lùi vài bước, ánh mắt bùng cháy. Còn người đứng trước mặt anh là một người đàn ông trung niên cơ thể nhỏ bé, tóc dài như thác, mặc đồ vải thô, vành mắt sâu hóm, nhưng vô cùng sáng. Chịu chết đi, hay nha! Người đàn ông trung niên gào lên, ánh mắt lóe lên, rút kiếm ra, mà lúc này, Tần Lâm cũng nhíu mày, anh không ngờ được người này sẽ đánh lén sau lưng mình. Cao thủ mạnh như vậy mà lại làm việc bất chính đến thế, đúng là khiến người ta không khỏi cười nhạo. Nhưng chỉ cần giết người là được, còn lại ai sẽ quan tâm chứ? Hơn nữa họ còn đang ở nơi băng tuyết ngàn năm bao phủ, người ngoài sẽ không biết. Cẩn thận! Tạ Hồng Mai hét lên, nhưng không ngờ tốc độ của người đàn ông trung niên vô cùng nhanh, hai người nháy mắt giao đấu, Tần Lâm lấy lui làm tiến, từng bước vây đánh, còn người đàn ông trung niên cũng không ngừng ép sát Tần Lâm. Trường kiếm lao ra, kiếm khí ép người, liên hoàn tung đòn, không hề cho Tần Lâm bất kỳ cơ hội nào để thở. Tạ Hồng Mai thừa lúc nghênh đón, tay cầm cây dao găm ba cạnh, không hề do dự đâm về phía người đàn ông trung niên, mà lúc này ba người giao chiến cũng tạo ra tiếng ồn vang dội. Mặc dù thực lực của Tạ Hồng Mai không bằng người đàn ông trung niên nhưng cũng không thể khinh người, hai người liên thủ đối phó với ông ta. Tần Lâm lấy bất biến ứng vạn biến, ung dung không vội. Hai bên giao thủ hơn 10 chiêu, chưa phân thắng bại, Tần Lâm ra một cước như sấm rền gió rít, đạp thẳng lên kiếm của người đàn ông trung niên. Ông ta cười khẩy, có điều ánh mắt tỏ ra kinh ngạc. Cậu thanh niên này có thực lực đấy, mạnh mẽ vô song, có vẻ như lần này mình gặp đối thủ rồi. Người đàn ông trung niên không lùi mà tiến, sau khi bị Tần Lâm ép lùi, lại xông lên, tốc độ của ông ta thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy, kiếm khí vang dội, nghênh đón gió tuyết. Mạnh mẽ vô song, giống như tiên nữ giải hoa, phạm vi rộng lớn, uy phong tám hướng. Tần Lâm trầm giọng nói, đánh ông ta phải lùi bước, ánh mắt dần nheo lại. Trong lòng Tần Lâm nổi sóng gió kinh hoàng, có điều vì vậy anh lại càng kính sợ bố. Tây phương ma huyết, đông phương chí tà. Hai nhân vật người nghe người sợ, nổi đình nổi đám trong giới võ đạo. Tần Lâm lạnh lùng nói, trên núi không có hổ, khỉ cũng xưng vương, hừ hừ. Nếu như bố tôi ở đây, ông không dám nói vậy đâu. Thiệt kiếm dị cười nói. Chỉ tiếc rằng, bố cậu không đến, có điều không thể không nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, thực lực của cậu khiến tôi kinh ngạc đấy, đã đạt đến tiêu chuẩn của cao thủ bảng hổ, có vẻ hôm nay tôi không mất công đến rồi. Tạ Hồng Mai khiếp sợ trước sự tồn tại của Đông Phương Chí Tà, người đó là bố của Tần Đại Sư, đúng là không tin nổi, bây giờ cô mới biết. Trên người Tần Đại Sư ẩn giấu bí mật lớn không thể tưởng tượng nổi, ngay cả cao thủ hạng thứ ba bảng hổ cũng từng giao chiến với bố anh, hơn nữa còn muốn ám sát Tần Lâm, sao cô còn thể ngờ được điều này chứ? Thiệt kiếm dị lạnh lùng, ung dung nhìn Tần Lâm. Tôi nghĩ, trong tay cậu chắc có ngọc bội của bố cậu nhỉ, giao ngọc bội đây tôi còn có thể cho cậu chết toàn thây, nể tình bạn, tôi sẽ không phanh thây cậu nơi bão tuyết mịt mù này. Tần Lâm nói, có vẻ ông biết không ít chuyện nhỉ. Muốn ngọc bội của tôi thì ông phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Ông nghĩ ông có tư cách sao? Thiệt kiếm dị cười lớn nói. Ha 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 ha, tôi đường đường xếp hạng ba bảng hổ mà phải sợ thằng nhãi như cậu chắc,
có vẻ tôi nhân từ quá rồi. Ngọc bội là vật có tác dụng kinh thiên động địa, cậu không biết cách dùng của nó, trao nó cho tôi, vậy là hành trình đến núi Côn Luân này của cậu đã thành công rồi. Nằm mơ đi, cho dù là cao thủ bảng rồng, tôi cũng sẽ không đưa cho, cùng lắm thì chiến một trận, tôi cũng muốn xem, cao thủ xếp thứ ba bảng hổ liệu có phải là hư danh không, ha ha. Tần Lâm đối mặt với thiệt kiếm dị, ai cũng không chịu lùi bước, dương nanh múa vuốt, khí thế ngày càng nồng đậm. Cậu chưa học được mấy phần từ bố cậu, nhưng cậu lại kế thừa đúng tính cứng đầu của ông ta, nhưng tiếc rằng, muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm. Thứ tôi muốn, không ai dám nói, không. Tần Lâm cười khây nói. Muốn ngọc bội thì nói thẳng, cần gì nhiều lời vậy, quanh co vòng vèo, ông muốn giết tôi, muốn cướp ngọc bội thì phải xem ông có bản lĩnh không. Ông mà có bản lĩnh, tôi sẽ dùng hai tay dâng lên cho ông, nhưng nếu không có thì đấy là do ông. Thiệt kiếm dị nói, trong mắt ông ta, Tần Lâm đã là một người chết. Cậu muốn chọc giận tôi à? Chọc giận tôi với cậu mà nói thì chẳng có ích lợi gì đâu, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Cậu biết cậu còn có thể sống được bao lâu nữa không? Ông có thể rất mạnh, nhưng ngọc bội ở đây, có bản lĩnh thì ông lấy đi. Tần Lâm vung tay thủ thế, chuẩn bị đấu một trận chiến sinh tử với thiệt kiếm dị. Xếp thứ ba bảng hổ, lần này thiệt kiếm dị mạnh hơn hiệp khách dâu xồm Tiêu Tác nhiều, cho dù là mình cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng Tần Lâm sẽ không lùi bước, đồ bố giao cho anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, thiệt kiếm dị cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, mục đích của ông ta rõ ràng không tốt lành gì. Tạ Hồng Mai cố chấp nói, Tần Đại Sư, tôi sẽ giúp anh, chúng ta sống chết có nhau. Đúng là một cô gái si tình, có điều hôm nay hai người phải làm một đôi vợ chồng quỷ rồi, tôi sẽ thành toàn cho hai người. Thiệt kiếm dị cười nói, kiếm trong tay đột nhiên rung lên. Nhiều lời, muốn đấu thì đấu, Tần Lâm tôi sẽ đấu với ông đến cùng. Tần Lâm nhướng mày, trận chiến với thiệt kiếm dị cao thủ hạng ba bảng hổ là một trận chiến không thể tránh. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu chạy mất đâu, chịu chết đi. Thiệt kiếm dị vung kiếm, kiếm khí kinh người. Lần này ông ta còn kinh khủng hơn vừa nãy, độc ác hơn vừa nãy, kiếm khí ảo ạt, dường như còn thể chém xuyên gió tuyết quanh đấy, mạnh mẽ ngang ngược, thế như trẻ tre, nhằm chúng vào giữa trán Tần Lâm. Ra chiêu hay lắm. Tần Lâm cười khẩy, tung quyền đón tiếp, đối mặt với thế tấn công của thiệt kiếm dị anh vẫn không hề nao núng, dồn hết toàn lực, không để cho ông ta có cơ hội thở dốc. Cao thủ giao tranh, Tần Lâm càng ung dung hơn, bởi vì anh đã đả thông 6 kinh mạch. Cao thủ lục mạch, không phải loại đơn giản, cho dù có là bảng rồng thì cũng phải nhường một ghế cho Tần Lâm. Cao thủ giao tranh, từng chiêu chí mạng, Tạ Hồng Mai vô cùng lo lắng, sợ Tần Đại Sư bị thương. Nhưng cô bị khí thế của thiệt kiếm dị chèn ép, cô chỉ có thể liều chết cùng tiến cùng lùi với anh. Tần Lâm nhìn thẳng, đối mặt với thế tấn công của thiệt kiếm dị, lấy lui làm tiến, lại thêm sự giúp đỡ của Tạ Hồng Mai, hai người cùng tạo ra thế công kích thiệt kiếm dị, khiến ông ta khó chịu. Vốn ông ta ôm sát ý đến đây, nhưng thực lực của Tần Lâm nằm ngoài suy đoán của ông ta, lại thêm cao thủ huyết mạch này, ông ta phải dùng toàn lực mới được. Thiệt kiếm dị là cao thủ đứng đầu của phái không đồng, là kẻ say mê võ thuật thật sự, ngay cả chức trưởng môn ông ta cũng không cần, ông ta chỉ một lòng chuyên tâm luyện võ, để trở thành người mạnh nhất hiện nay của phái không đồng, cho dù là sư huynh trưởng môn cũng phải nể ông ta ba phần. Kiếm pháp của thiệt kiếm dị vô cùng tinh xảo. Đã chạm đến tinh hoa của trưởng môn đời đầu của phái không đồng, vậy nên thực lực vô cùng mạnh. Kiếm không đồng, kiếm pháp xé mây, kiếm khí như xương, nước chảy đổi hướng. Từng chiêu kiếm pháp đều như nước chảy mây trôi, thiệt kiếm dị càng đánh càng mạnh, dù sao cũng là cao thủ bảng hổ. Mặc dù Tạ Hồng Mai cùng Tần Lâm giao chiến rất lâu nhưng cũng không thể làm thiệt kiếm dị bị thương, cao thủ bảng hổ đúng là không phải hư danh. Cuối cùng chuyện khiến Tạ Hồng Mai lo lắng đã xảy ra. Kiếm thế của thiệt kiếm dị quét qua, cuồng bạo như rồng, Tạ Hồng Mai không đỡ được, chưa đến 10 chiêu cô đã phải lùi lại, băng tuyết dưới chân không ngừng sụt lún, suýt nữa rơi xuống vực sâu vận trượng. Đi! Tần Lâm tóm lấy Tạ Hồng Mai, vứt cô ra ngoài, như vậy mới khiến Tạ Hồng Mai tránh được, còn Tần Lâm vì vậy mà trúng một kiếm của thiệt kiếm dị, vai bị thương, máu chảy như mưa. Tần Đại Sư! Tạ Hồng Mai đau lòng, nếu như không vì cứu mình. Tần Đại Sư sẽ không bị thương, kiếm này mặc dù không chí mạng nhưng khiến Tần Đại Sư rơi vào thế bị động, không ngừng lùi về sau. Nhìn thấy phía không xa là vực sâu vạn trượng, Tạ Hồng Mai vẫn còn sợ hãi,
vừa nãy cô chỉ cách cái chết có một chút thôi, suýt nữa là vong mạng rồi, giữa bão tuyết này mà Tạ Hồng Mai lại đổ mồ hôi lạnh. Tần Lâm trầm giọng nói, giữa lông mày đầy lửa giận, càng ngày càng rõ rệt. Tránh ra, cô không phải đối thủ của ông ta. Thiệt Kiếm Dị cười híp mắt mà nói. Hay lắm, anh hùng cứu mỹ nhân, có điều nếu muốn trở mình thì cứ mơ đi. Cao thủ hạng ba bảng hổ cũng chỉ vậy thôi, tôi còn chưa dùng đến 8 phần khí lực, nhưng ông dám khiến tôi bị thương thì đừng có trách tôi. Tần Lâm ngạo nghễ đứng đấy, ánh mắt nghiêm túc, búng ngón tay, kiếm từ trên trời rơi xuống. Vù vù, tiếng kiếm rung lên, kiếm khí kinh người, tay Tần Lâm cầm Thất Tinh Long Uyên, như tiếng rồng ngâm, lan ra bốn phía. Kiếm ngầu đấy. Trong mắt Thiệt Kiếm Dị co rút lại, bùng lửa, ông ta khiếp sợ thanh kiếm trên tay Tần Lâm nhưng lại càng thèm muốn nó. Đây là kiếm gì? Thiệt Kiếm Dị thầm khiếp sợ, không khỏi thốt lên. Thanh kiếm của sự thành thật và cao quý, Thất Tinh Long Uyên. Chuyên giết những kẻ xấu xa xảo quyệt. Ánh mắt của Tần Lâm như kiếm, hợp nhất với Thất Tinh Long Uyên, loại khí thế ngang ngược đó khiến Thiệt Kiếm Dị không dám khinh thường. Ngựa tốt phải có yên tốt, kiếm của Tần Lâm dường như tăng thêm sức mạnh cho anh, vô cùng thích hợp, người và kiếm dường như hoàn toàn dung hợp với nhau. Mặc dù còn chưa giao chiến nhưng Thiệt Kiếm Dị đã cảm thấy kiếm ý mạnh mẽ đập vào mắt. Quan trọng nhất là kiếm của ông ta cũng rung động, dường như muốn phân cao thấp với Thất Tinh Long Uyên. Có vẻ như lời này của cậu là để nói cho tôi nghe, có điều muốn giết tôi, cậu còn non lắm, cho dù có kiếm thần tuyệt thế Thất Tinh Long Uyên trong tay, cậu cũng chỉ là thằng nhãi gà mở 20 tuổi đầu thôi. Muốn giết tôi á, luyện thêm 20 năm nữa đi, ha ha ha. Trường kiếm của Thiệt Kiếm Dị lao ra, vung thẳng vào Tần Lâm, trận chiến lại tiếp tục giữa cuồng phong bão tuyết, bóng hai người lặng lẽ va vào nhau, tiếng kiếm khí rung động vang giữa đất trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.